chương 741 đơn Nguyên Châu. Vi huynh đan Nguyên Châu, chắc hẳn sở sư đệ cũng đã được nghe nói vi huynh danh hào cái. Kia thanh niên áo bào trắng khẽ cười nói. Sở kiếm thu nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động. Đan Nguyên Châu danh hào hắn tự nhiên nghe nói qua, nghiêm chỉnh mà nói. Phàm là thượng thanh tông đệ tử. Trên cơ bản không có người nào không nghe nói qua Đan Nguyên Châu danh hào. Bởi vì đây chính là đại danh đỉnh đỉnh một trong thập đại chân truyền thập đại chân truyền đây chính là chân chính đại nhân vật tại thượng thanh tông ngoại trừ trong chủ phong lão tổ thập đại chân truyền chính là địa vị cao nhất một nhóm người vật cùng trưởng lão hội trưởng lão địa vị tương đương so với thông thường nội môn trưởng lão địa vị cao hơn nhiều liền giống kiếm đường đường chủ phòng nhã có thể nhân vật như vậy tại thượng thanh tông địa vị cũng không thể cùng thập đại chân truyền so sánh thập đại chân truyền chẳng những đại biểu cho địa vị cao quý còn đại biểu cho vô cùng cường đại thực lực không biết đan sư huynh tìm sư đệ có gì muốn làm sở kiếm thu cười nhạt một tiếng nói mặc dù đối phương là thực lực cường đại vô cùng một trong thập đại chân truyền nhưng mà sở kiếm thu nhưng cũng không có vì vậy biểu lộ ra quá nhiều vẻ kính sợ hắn lại không có ý định dựa vào những người này thập đại chân truyền chơi hắn thí sự đan nguyên châu vốn cho rằng coi là mình lấy ra danh hào sau đó sở kiếm thu sẽ một mực cung kính đi lên phía trước lại nghĩ không ra sở kiếm thu vẫn là một bộ không mặn không nhạt phản ứng phảng phất đứng trước mặt không phải đại danh đỉnh đỉnh thập đại chân truyền mà là tối so với bình thường còn bình thường hơn đệ tử đối với sở kiếm thu không kiêu ngạo không tự ti phản ứng đan nguyên châu lập tức không khỏi có chút không vui hắn có thể đối với người khác vẻ mặt ôn Hoà cũng không đại biểu hắn muốn cùng người khác bình đẳng luận giao. Sở Kiếm Thu làm một chỉ là nội môn đệ tử, thế mà lấy một bộ cùng hắn bình đẳng luận giao thái độ đối mặt hắn, cái này khiến Đan Nguyên Châu trong lòng mười phần khó chịu. Mặc dù Sở Kiếm Thu tại Thượng Thanh Tông trong nội môn tên tuổi rất lớn, nhưng mà tại hắn lại này thập đại chân truyền trong mắt vẫn là không đáng giá nhắc tới tồn tại nghe nói sở sư đệ tại vô tận uyên trong bí cảnh thu được một gốc lục giai linh dược không biết nhưng có chuyện này đan nguyên châu lạnh nhạt đạo không tệ thật có chuyện này đối với chuyện này sở kiếm thu cũng không có phủ nhận chuyện này lúc đó có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy muốn giấu giếm là chuyện không thể nào huống hồ sở kiếm thu cũng không có ý định đi giấu giếm bởi vì về sau hắn giành được gốc cây này lục giai linh dược vốn là một loại trướng nhãn pháp những người kia chỉ biết là hắn giành được một gốc lục giai linh dược nhưng lại không biết dược phong đỉnh phong bên trên những cái kia lục giai linh dược trên cơ bản toàn bộ đã rơi vào trong tay hắn rất tốt phi huynh này tới cũng không có sự tình khác chính là hướng sở sư đệ đòi hỏi gốc cây này lục giai linh dược đan nguyên châu nhìn thấy sở kiếm thu cũng không có phủ nhận lập tức trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt sở kiếm thu tất nhiên thừa nhận chuyện này thì dễ làm tiếp đó sở kiếm thu lập tức cũng cười chẳng thể trách hàng này ở đây ngăn đón con đường của mình nguyên lai like là hướng về phía gốc kia lục giai linh dược mà đến cái gì tiếp đó đan nguyên châu nghe được sở kiếm thu lời nói sau đó lập tức không khỏi sững sờ sở kiếm thu nghe vậy sắc mặt không khỏi tối sầm lại mẹ nó đây là dự định tay không bắt sói tiết tấu còn hỏi cái gì tiếp đó Hóa ra hàng này là nghĩ lấy không đồ vật của mình a. À. Đàn sư huynh tất nhiên hướng ta đòi hỏi gốc cây này lục giai linh dược. Chẳng lẽ không có chuẩn bị kỹ càng hối đoái đồ vật sao, Sở? Kiếm Thu cũng không muốn cho cơ hội hàng này giả ngu, trực tiếp đem sự tình làm rõ. Đàn Nguyên Châu nghe được Sở Kiếm Thu lời này, thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn hướng đệ tử khác đòi hỏi đồ vật không phải thiên kinh địa nghĩa sao? còn cần lấy cái gì đồ vật tới hối đoái bình thường những đệ tử kia tặng đồ cho hắn thời điểm hắn đều còn muốn cân nhắc muốn hay không tiếp nhận hắn chịu tiếp nhận mà nói đều là cho đối phương thiên đại mặt mũi lần này hắn đều tự mình đứng ra thỉnh cầu này đối đối phương tới nói là bực nào cực lớn vinh hạnh đặc biệt nơi nào còn cần lấy cái gì đồ vật đi ra hối đoái Đan Nguyên Châu cho là Sở Kiếm Thu là muốn hắn một cái chính miệng hứa hẹn, thế là nói, "Chỉ cần Sở sư đệ đem gốc cây này Lục giai linh dược giao cho ta, vi huynh có thể vì Sở sư đệ tại Thượng Thanh Tông cung cấp che chở. Chỉ cần Sở sư đệ gặp phải bất cứ phiền phức gì sự tình, chỉ cần báo vi huynh danh hào liền có thể. Nếu như là những thứ khác Thượng Thanh Tông đệ tử nghe được Đan Nguyên Châu lời này, ắt sẽ vui mừng quá đỗi." bởi vì nhận được một trong thập đại chân truyền chính miệng hứa hẹn che chở mang ý nghĩa cơ hồ có thể tại trong thượng thanh tông đi ngang chỉ cần không chọc tới những thứ khác thập đại chân truyền liền không có giải quyết không được sự tình nhưng tiếc là chính là đan nguyên châu gặp phải là sở kiếm thu đan nguyên châu cái hứa hẹn này đối với sở kiếm thu tới nói ngay cả dùng rắm cũng không có lấy thực lực của hắn tại thượng thanh tông căn bản không cần đến bất luận người nào che chở dù cho đối mặt thập đại chân truyền loại nhân vật này hắn đánh không lại cũng có thể chạy trốn huống hồ lấy hắn lộ ra tư chất thiên phú cùng với vị thượng thanh tông lập hạ công huân cho dù là thập đại chân truyền muốn động hắn cũng muốn cân nhắc một chút mấy phần nếu là đệ tử bình thường chọc phải thập đại chân truyền trên cơ bản chính là một cái chết không có bất kỳ người nào sẽ vì một cái phổ thông đệ tử đi đắc tội thập đại chân truyền loại quái vật khổng lồ này nhưng tiếc là chính là, sở kiếm thu cũng không phải phổ thông đệ tử. Sở kiếm thu triển hiện ra tư chất so với thập đại chân truyền chỉ có hơn chứ không kém. Thượng thanh tông cao tầng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tùy tiện động đến hắn. Cho dù là thập đại chân truyền cũng không được. Muốn dùng một câu ăn không hứa hẹn liền lấy đi hắn lục giai linh dược. Đây đối với không thấy thỏ không thả chim ưng sở kiếm thu tới nói. Quả thực là ý nghĩ hão huyền sự tình vốn là sở kiếm thu cũng không có suy nghĩ đem gốc kia lục giai linh dược xiết trong tay bởi vì lấy thực lực của hắn còn không bảo vệ bực này cao đẳng bảo vật huống hồ ngoại trừ gốc kia lục giai linh dược hắn hỗn độn trí tôn trong tháp còn có mấy chục gốc lục giai linh dược cũng không kém tại một gốc như vậy nếu như đan nguyên châu lấy ra chút thành ý đi ra hắn có lẽ cũng liền đổi dù sao hắn gốc cây này lục giai linh dược sớm muộn phải lấy ra, cho ai không phải cho, giao ra. Cũng tương đương với ném ra một cái khoai lang bỏng tay. Hơn nữa còn có thể được đến một trong thập đại chân truyền một cái nhân tình. Lại chuyện này cớ sao mà không làm? Nhưng làm sao Đan Nguyên Châu thật là quá mức, thậm chí ngay cả nửa điểm Đông Tây cũng không muốn lấy ra. Chỉ là muốn dùng một cái không chỗ dùng chút nào ăn không hứa hẹn đem đổi lấy một gốc cơ hồ vô giới chi bảo lục giai linh dược thế gian làm gì có chuyện ngon ăn như thế hắn sở kiếm thu nhìn giống dễ lừa gạt như vậy đồ đần sao cho nên sở kiếm thu liền không cần suy nghĩ không chút do dự cự tuyệt đan nguyên châu yêu cầu vô lý có thể muốn lệnh đan sư huynh thất vọng gốc cây này lục giai linh dược sư đệ có chỗ dùng khác không thể giao cho đan sư huynh sở kiếm thu lạnh nhạt nói đan nguyên châu nghe được sở kiếm thu lời này vốn là còn mang theo ôn hòa mỉm cười sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Sở kiếm thu lại dám cự tuyệt hắn. Đan Nguyên Châu suy nghĩ một chút chính mình chắc có không sai biệt lắm gần trăm năm không có. Thử bị người cự tuyệt mùi vị A. À. Kể từ hắn lấy tuyệt thế thiên tư tiến vào Thượng Thanh Tông sau đó, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Sau khi hắn trở thành Thượng Thanh Tông thập đại chân truyền, càng là không người nào dám làm trái ý chí của hắn mươi 742 sát cơ. Người đầy ý là không đáp ứng, đan Nguyên Châu mặt âm trầm nói, sợ. Rằng phải lệnh sư huynh thất vọng, sợ. Kiếm thu vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti mỉm cười nói, loại điều kiện này đồ đần mới chịu. Đáp ứng, phải biết đây chính là lục giai linh dược mà không phải rau cải trắng. Sở kiếm thu còn muốn thông qua gốc cây này lục giai linh dược thật tốt mưu đồ một phen. Xem có thể hay không dùng để làm đến đồ tốt đâu làm sao có thể sẽ dùng nó đem đổi lấy đan nguyên châu một cái không chỗ dùng chút nào hứa hẹn. Người cũng đừng cho thể diện mà không cần ta lên tiếng đòi hỏi là cho mặt mũi ngươi. Người cũng không có tư cách tự tuyệt đan. Nguyên Châu lãnh đạm nói, sở kiếm thu nghe nói như thế, lập tức ha ha cười lạnh hai tiếng. Mềm không thành tới cứng, đòi hỏi không thành thế mà mở miệng uy hát yêu ta. Thập đại chân truyền liền cái này sắc mặt sở kiếm thu trong lòng đối với thập đại chân truyền ấn tượng lập tức rớt xuống ngàn trượng. nếu là đổi lại đệ tử khác bị một trong thập đại chân truyền uy hát yêu ta như vậy, chỉ sợ sớm đã sợ vỡ mật ngoan ngoãn đem gốc kia lục giai linh dược giao ra đây. nhưng mà đáng tiếc đan nguyên châu gặp phải là sở kiếm thu, sở kiếm thu cho tới bây giờ sẽ không ăn một bộ này như thế nào. đan sư huynh đây là muốn cướp đoạt sở kiếm thu cười lạnh một tiếng nói. Đan Nguyên Châu nhìn chằm chằm sở kiếm thu, ánh mắt lướt qua một vòng che lấp. Hắn thật đúng là nghĩ không ra cái này nội môn đệ tử lớn mật như thế, lại dám cự tuyệt hắn. Hơn nữa còn dám ngay mặt cãi vạ hắn, đối với hắn không có sợ hãi chút nào. Này đối đan Nguyên Châu tới nói, là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ khiêu khích. Coi như cướp đoạt lại như thế nào, liền ngươi chút thực lực ấy. Chẳng lẽ còn phản kháng được không thành, không? đợi đan nguyên châu lên tiếng bỗng nhiên một thanh âm từ sở kiếm thu hậu phương truyền đến sở kiếm thu nghe vậy trong lòng lập tức không khỏi cả kinh quay đầu hướng phía sau nhìn sang chỉ thấy tại sau lưng chẳng biết lúc nào đã đứng một người mặc áo đen ôm kiếm nam tử cái này áo đen ôm kiếm nam tử đang một mặt chê cười mà nhìn xem sở kiếm thu sở kiếm thu nhìn thấy cái này áo đen ôm kiếm nam tử sau đó trong lòng không khỏi run lên người này đứng ở phía sau mình, chính mình thậm chí ngay cả nửa phần phát giác cũng không có. Có thể thấy được lại là một cái thực lực vượt xa mình ước đoán bên ngoài cao thủ. Lại là vị nào thập đại chân truyền sư huynh, sở. Kiếm thu nhìn xem tên này áo đen ôm kiếm nam tử đạm nhiên cười nói. Áo đen ôm kiếm nam tử lãnh đạm nói, sư huynh cũng là ngươi gọi. Đan Nguyên Châu gọi ngươi hai tiếng sư đệ người thật đúng là cho là có tư cách cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ thứ không biết chết sống đối với áo đen ôm kiếm nam từ vũ nhục sở kiếm thu mảy may không để bụng loại này không coi ai ra gì não tàn đồ vật sớm muộn có một ngày hắn sẽ trừng trị hắn bất quá tại chính mình còn không có đủ thực lực phía trước nhưng cũng không cần thiết đi chọc giận hắn như thế ngược lại sẽ càng thêm tự dước lấy nhục Sở kiếm thu từ trước đến nay đối với thực lực của mình cùng tình cảnh có thanh tỉnh nhận biết, sẽ rất ít xuất hiện hành động theo cảm tính tình huống, bị người khác nhục mạ hai câu cũng sẽ không thiếu một khối thịt, hà tất cùng một con chó điên đồng dạng tính toán. Đợi đến thực lực của mình trưởng thành sau đó, đầu này chó dại nếu như dám lại đối với mình sủa loạn, đến lúc đó lại trừng trị hắn không muộn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tại chính mình còn không có đủ thực lực thời điểm, cai ẩn nhẫn thời điểm vẫn là phải nhẫn một chút cái kia áo đen ôm kiếm nam từ vốn cho là mình lúc nói ra lời này sở kiếm thu sẽ thẹn quá hóa giận dù sao sở kiếm thu cũng không phải hạng người bình thường căn cứ vào mới nhất lấy được tin tức ngay cả nội môn bảng đệ nhất hô diên duệ trạch đều không phải là đối thủ của hắn hắn đã là hoàn toàn xứng đáng nội môn đệ nhất lấy chỉ là nguyên đan cảnh bát trọng tu vi liền có thể trở thành nội môn đệ nhất cái này tại trong thượng thanh tông kỳ trước là chưa bao giờ nghe cho dù là bọn hắn thập đại chân truyền tại trước kia đều đồng dạng làm không được một bước này thập đại chân truyền bên trong có rất ít đồng giới người trên cơ bản cũng là mỗi một giới cao cấp nhất thiên tài thập đại chân truyền trên cơ bản cũng làm qua nội môn đệ nhất nhưng mà nội môn đệ nhất cũng không nhất định có thể trở thành thập đại chân truyền sở kiếm thu xem như thượng thanh tông gần vạn năm tới kiệt xuất nhất nội môn đệ nhất tất nhiên sẽ có hắn ngạo khí ắt sẽ nhẫn nhịn không được chính mình như thế nhục nhã nhưng mà lệnh áo đen ôm kiếm nam tử không tưởng tượng được là sở kiếm thu nghe xong hắn lời nói này sau đó thế mà không có chút nào tức giận ý tứ vẫn như cũ là một bộ bộ dáng vân đạm phong khinh áo đen ôm kiếm nam tử nhìn thấy một màn này sau đó trong lòng hơi rét người này thật là sâu tâm tư sở kiếm thu tại đối mặt bọn hắn những thứ này thập đại chân truyền thời điểm đã không có hiển lộ ra chút nào hèn mọn tại hắn tận lực nhục nhã phía dưới lại không có biểu lộ ra chút nào phẫn nộ chỉ từ hai phương diện này nhìn áo đen ôm kiếm nam tử liền có thể dự liệu được sở kiếm thu về sau tất nhiên sẽ trở thành hắn uy hát yota lớn nhất loại này hỉ nộ không lộ người so với những cái kia coi trời bằng vung loại người cuồng ngạo khó đối phó nhiều lắm lại thêm Sở Kiếm Thu cái kia vô tiền khoáng hậu thiên phú cường đại. Về sau tất nhiên sẽ sẽ trở thành một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa, áo đen ôm kiếm nam tử con. Mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng đã đối với Sở Kiếm Thu động sát cơ. Lúc trước hắn vốn định dùng ngôn ngữ chọc giận Sở Kiếm Thu, tìm lại được mượn cớ đối với Sở Kiếm Thu ra tay. Từ đó cướp đoạt Sở Kiếm Thu lục giai linh dược tại ngay từ đầu hắn cũng không có giết sở kiếm thu ý tứ hắn cũng không phải đan nguyên châu loại này ngu xuẩn chỉ có một thân thực lực cùng thiên phú nhưng mà đầu óc lại giống như lấp như cất lấy sở kiếm thu thiên tư cùng với lần này bí cảnh hành động bên trong lập ở dưới công huân cho dù bọn họ những thứ này thập đại chân truyền cũng không thể không có chút nào mượn cớ liền tùy ý đối với sở kiếm thu ra tay bằng không tất nhiên sẽ lọt vào trưởng lão hội những lão gia hòa kia vấn trách mặc dù bọn hắn thập đại chân truyền tại thượng thanh tông địa vị cực cao nhưng mà cũng không có đặt đến tình cảnh một tay che trời đối với một ít quy tắc vẫn là phải tuân thủ chỉ có giống đan nguyên châu loại này người không có đầu óc mới có thể cho là bằng vào chính mình thập đại chân truyền thân phận có thể muốn làm gì thì làm chỉ có điều đáng tiếc là sở kiếm thu cũng không có mắc lừa đối với hắn nhục nhã lời nói ngoảnh mặt làm ngơ bất quá cũng chính bởi vì vậy áo đen ôm kiếm nam tử mới đúng sở kiếm thu động sát cơ vừa rồi dù là sở kiếm thu toát ra một tia nổi giận chi ý hắn đều sẽ không đối với sở kiếm thu phía dưới ý quyết giết nhưng mà sở kiếm thu biểu hiện ban nãy phải thực sự quá bình tĩnh loại nhân vật này một khi trưởng thành quá mức đáng sợ hắn cũng không muốn sau này mình đối mặt một cái vô cùng cường đại địch nhân Áo đen ôm kiếm nam tử toát ra cái kia gạt bỏ cơ mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị Sở Kiếm Thu bắt được, Sở Kiếm Thu nhàn nhạt nhìn áo đen ôm kiếm nam tử. Một mắt đem bút chướng này ghi xuống. Tại thời khắc này, áo đen ôm kiếm nam tử tại trong lòng Sở Kiếm Thu lên sổ đen, phía trước dù. Cho áo đen ôm kiếm nam tử đối với chính mình mở miệng nhục nhã. Sở Kiếm Thu cũng không có quá mức để ý nhiều lắm là về sau tìm một cơ hội đáp lễ một chút là được nhưng mà đối với chính mình động sát tâm cái này khái niệm nhưng là khác rồi đây chính là sinh tử đại địch đối với loại địch nhân này sở kiếm thu luôn luôn thái độ chính là không chết không thôi sở kiếm thu từ trước đến nay sẽ không đối với những cái kia muốn giết chính mình nhân thủ mềm đối với loại người này nương tay trên cơ bản tương đương với chính mình chán sống Chương 743 bốn tên thập đại chân truyền. Ngũ Khải ca, ngươi tới nơi này làm gì? Đan Nguyên Châu nhìn xem tên kia áo đen ôm kiếm nam tử, sắc mặt âm trầm nói, như Thế nào, cũng chỉ hứa ngươi đối với lục giai linh dược cảm thấy hứng thú. Thì không cho ta ra tay, áo đen ôm kiếm nam tử nghe vậy lập tức cười nhạo nói. Ngươi bây giờ chỉ là thiên cương cảnh cửu trọng tu vi. Muốn cái này lục giai linh dược làm gì dùng, đan nguyên châu trong đôi mắt thoáng qua một vòng lửa giận hắn ở nửa bước thần biến cảnh đã lâu đang cần cái này lục giai linh dược tới phụ trợ đột phá thần biến cảnh cái này lục giai linh dược với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu ngũ khải ca trước mắt chỉ là thiên cương cảnh cửu trọng võ giả lục giai linh dược mặc dù đối với tác dụng của hắn cũng rất lớn thế nhưng là kém xa đối với tác dụng của mình chỉ cần có lục giai linh dược phụ trợ Hắn đột phá thần biến cảnh khả năng tính chất sẽ cực kỳ đề cao. Mặc dù lấy thiên tư của hắn, dù cho không có lục giai linh dược phụ trợ, đồng dạng có cơ hội đột phá thần biến cảnh. Nhưng mà đột phá thần biến cảnh là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình, hơi chút vô ý liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu mà có được lục giai linh dược phụ trợ, hắn xung kích thần biến cảnh hung hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống, cho nên vô luận như thế nào, Hắn hôm nay đều phải nhận được sở kiếm thu trong tay gốc kia lục giai linh dược. Bất quá Ngũ Khải Ca thực lực không thể khinh thường. Mặc dù Ngũ Khải Ca tu vi bên trên so với hắn thấp một cảnh giới. Nhưng mà cùng là thập đại chân truyền, giữa hai người thực lực sai biệt sẽ không quá lớn. Ngũ Khải Ca tại trong thập đại chân truyền cảnh giới tu vi là thấp nhất một cái. Nhưng cũng là thiên phú tối cường một cái đồng thời cũng là một cái duy nhất bằng vào thiên cương cảnh cửu trọng cảnh giới liền đưa thân. Thập đại chân truyền bên trong. Tại trong chân truyền đệ tử, cảnh giới tu vi so với ngũ khải ca cao còn có mấy chục người. Cái này hơn 10 người không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Ngũ khải ca có thể đánh bại so với hắn cảnh giới tu vi cao hơn cái này hơn 10 người từ đó đưa. Thân một trong thập đại chân truyền, thực lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đan Nguyên Châu mặc dù không có cùng ngũ khải ca giao thủ qua. Nhưng mà cũng biết mình muốn đánh bại hắn không phải một chuyện dễ dàng. Sở kiếm thu nhìn xem hai người này cho cắn chó, hai tay ôm ngực. Hoàn toàn một bộ trí thân sự ngoại vẻ xem trò vui. Giống như hoàn toàn không có ý thức được hai đại chân truyền tranh chấp trung tâm là hắn đồng. Dạng, sở kiếm thu hoàn toàn không lo lắng chính mình sẽ bị kéo vào những người này trong tranh đấu bị nguy hiểm cho tính mệnh ngược lại thật đến đó một khác cùng lắm thì để cho tiểu đồng áo xanh ra tay một người thưởng hắn một kiếm hơn nữa trên người mình còn có không ít cực phẩm phù mật tiểu na di đạo phù cùng hai đạo chung phẩm phù mật đại na di đạo phù hoàn toàn đủ để ứng đối nguy cơ như vậy hai người này càng là tranh chấp cục diện ngựa lại đối với hắn càng có lợi đang tại đan nguyên châu cùng áo đen ôm kiếm nam từ ngũ khải ca dương cung bạt kiếm thời điểm, ở bên trái phía trước trên bầu trời bỗng nhiên lại xuất hiện một cái mái tóc dài màu xanh thanh niên. Chỉ cần thấy được cái này mái tóc dài màu xanh thanh niên trên thân tản mát ra cái chủng. Loại kia đạo chi vực cảnh, sở kiếm thu không cần đoán đều biết lại là một cái thập đại chân. Truyền cường giả, hôm nay còn quả nhiên là náo nhiệt thập đại chân truyền đã đến thứ ba. Cũng không biết một buổi này lục giai linh dược có thể hay không đem thập đại chân truyền toàn bộ dẫn ra nếu thật là nói như vậy sự tình nhưng là thú vị sở kiếm thu vốn là cũng ngờ tới trên người mình gốc kia lục giai linh dược đại khái sẽ dẫn tới oanh động không nhỏ thế nhưng là nghĩ không ra thế mà lại náo ra to lớn như vậy động tĩnh đi ra bất quá cái cũng khó trách lục giai linh dược tại trên phiến đại địa này nam châu vốn là cực kỳ hy hi hữu huống chi sở kiếm thu trên người gốc cây này lục giai linh dược vẫn là đạt đến kinh khủng 10 vạn năm phân linh dược. Không cần nói những thứ này nửa bước thần biến cảnh thiên kiêu. Cho dù là những cái kia thần biến cảnh lão quái vật chỉ sợ cũng đối với dạng này thần vật thèm nhỏ dãi không thôi. Chỉ có điều những cái kia thần biến cảnh lão quái vật dù sao cũng là lão tổ cấp bậc nhân vật. Dù cho đối với cái này 10 vạn năm phân lục giai linh dược thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng còn không đến mức giống thập đại chân truyền dạng này trắng trợn dù sao xem như lão tổ cấp bậc nhân vật khuôn mặt hay là muốn một chút tại mái tóc dài màu xanh thanh niên xuất hiện sau đó không lâu tại sở kiếm thu một hướng khác trên bầu trời một cái hồng sam nữ tử xinh đẹp cũng lộ ra thân hình đan nguyên châu ngũ khải ca mái tóc dài màu xanh thanh niên cùng hồng sam nữ tử phân biệt xuất hiện tại trên chung quanh sở kiếm thu bốn phương tám hướng đối với sở kiếm thu tạo thành vây quanh chi thế Sở kiếm thu nhìn lướt qua bốn người, lập tức không khỏi cười nói, vì vây giết một mình ta. Thế mà xuất động bốn tên thập đại chân truyền, các vị thật đúng là quá để mắt ta. Tiểu đệ đệ nói quá lời, tiểu đệ đệ có được đẹp mắt như vậy. Tỷ tỷ như thế nào bỏ xuống được sát thủ. Tỷ tỷ đây là nghe nói tiểu đệ đệ lần này vì ta thượng thanh tông lập được đại công. Cố ý tới đây nghênh đón tiểu đệ đệ, dự định vì tiểu đệ đệ bày tiệc mời khách. Cái kia hồng sam nữ tử xinh đẹp nghe được Sở Kiếm Thu lời này, lập tức che miệng cười duyên nói. Sở Kiếm Thu nghe được này nương môn mở miệng một tiếng tiểu đệ đệ. Trong lòng không khỏi một hồi ác hàn, lão tử cùng ngươi không có quen như vậy a. À. Kêu người nào tiểu đệ đệ đâu, Sở Kiếm Thu mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng cũng không có đem lời nói này đi ra. Mặc dù này nương môn chạy tới chắc chắn cũng là hướng về phía chính mình gốc kia lục giai linh dược tới, nhưng mà ít nhất so đan nguyên châu cùng ngũ khải ca khách khí nhiều lắm. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tại này nương môn hiển lộ ra rõ ràng địch ý phía trước. Sở kiếm thu cũng vô ý cùng nàng đối nghịch. Tỷ tỷ lời này nói quá lời, liền sư đệ ngần ấy công lao đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nào dám lao động tỷ tỷ đại giá. Chỉ cần tỷ tỷ không phải tới cướp sư đệ linh dược. Sư đệ liền đã vô cùng cảm kích sở kiếm thu vừa cười vừa nói nghe được sở kiếm thu lời nói này cái kia hồng sam nữ tử xinh đẹp không khỏi che miệng cười khẽ tiểu gia hỏa này ngược lại là thú vị biết rõ mình có thể là một trong thập đại chân truyền thế mà còn dám như thế cùng mình trêu chọc suy nghĩ một chút đã có bao nhiêu năm không có ai dám can đảm xưng hô tỷ tỷ mình hồng sam nữ tử xinh đẹp cái này là chân chính mà đối với sở kiếm thu hiện lên nồng hậu dày đặc hứng thú Nàng rất lâu chưa từng nhìn thấy lớn mật như thế còn có thú tiểu tử. Vốn là nếu như không phải là bởi vì Sở Kiếm Thu trên người có lục giai linh dược mà nói. Dù cho Sở Kiếm Thu biểu hiện lại yêu nghiệt cũng rất khó gây nên nàng bực này cường giả chú ý. Bởi vì Sở Kiếm Thu thiên phú mặc dù có thể được xưng là ngàn năm khó có được một. Nhưng mà thiên tài còn thiên tài. Muốn trưởng thành đến bọn hắn tầng thứ này còn cần không thiếu thời gian hết thầy chưa trưởng thành thiên tài cũng không tính cường giả chân chính. Thiên vũ đại lục bên trên hàng năm không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài nữa. Đường vẫn lạc, xem như thượng thanh tông đứng đầu nhất một nhóm người vật. Hồng Sam nữ tử xinh đẹp cũng không biết được chứng kiến bao nhiêu thiên tài. Trong đó có rất nhiều thiên tài thiên phú thậm chí cũng không dưới tại thập đại chân truyền. Phía dưới, nhưng mà những thiên tài này cuối cùng cũng không có trưởng thành chỉ là giống như lưu tinh, nhất thời lóa mắt mà thôi. Cho nên dù cho phía trước sở kiếm thu tại nội môn bên trong danh tiếng vang dội. Nhưng ở những thứ này cường giả chân chính trong mắt vẫn là không quá để ở trong lòng. Căn bản sẽ không cầm sở kiếm thu cùng mình đặt song song. Cũng chính bởi vì vậy, đan Nguyên Châu tại hướng sở kiếm thu đòi hỏi lục giai linh dược thời. Điểm mới có thể lộ ra như vậy chuyện đương nhiên. mươi 744 nhị đẳng công huân nếu như sở kiếm thu đã có đầy đủ thực lực đan nguyên châu tuyệt đối không phải là như vậy thái độ ít nhất cũng phải lấy ra một chút bảo vật tới xem như trao đổi mà không phải hướng sở kiếm thu trực tiếp tìm lấy nhìn thấy mái tóc dài màu xanh thanh niên cùng hồng sam nữ tử xinh đẹp xuất hiện đan nguyên châu sắc mặt càng âm trầm thập đại chân truyền không có một cái nào là dịch cùng nhân vật ngũ khải ca xuất hiện đã quá phiền toái nghĩ không ra mặt khác hai đại chân truyền cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này thiệu cảnh núi cung sơ đan các ngươi cũng phải cùng ta tranh cái này lục giai linh dược đan nguyên châu sắc mặt âm trầm nhìn về phía cái kia mái tóc dài màu xanh thanh niên cùng hồng sam nữ tử xinh đẹp nói hồng sam nữ tử xinh đẹp cung sơ đan che miệng khẽ cười nói đan sư huynh nói chỗ nào mà nói đều nói ta là tới cho tiểu đệ đệ bày tiệc mời khách cái kia mái tóc dài màu xanh thanh niên nhưng là nhàn nhạt liếc đan nguyên châu một cái. Không nói một lời, hắn cùng đan nguyên châu cùng là một trong thập đại chân truyền. Căn bản cũng không cần sợ hắn. Bốn người vây quanh sở kiếm thu, một bộ bộ dáng kiếm bạt nỗ trương. Bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ bộc phát một hồi đại chiến. Lấy bốn người này thực lực một khi bộc phát đại chiến tuyệt đối sẽ đánh thiên địa biến sắc càn khôn dung chuyển mà ở vào bốn người vây khốn trung tâm sở kiếm thu tuyệt đối không cách nào tại loại này trình độ trong đại chiến may mắn thoát khỏi nhưng mà sở kiếm thu lại tựa hồ như nửa điểm cũng không có ý thức được nguy cơ sắp giáng lâm dáng vẻ vẫn như cũ hai tay ôm ngực một bộ dáng vẻ bình chân như vậy nhìn thấy sở kiếm thu bộ dạng này bình tĩnh bộ dáng hồng sam nữ tử xinh đẹp không khỏi một hồi bội phục dù cho nàng thân ở sở kiếm thu tình cảnh bên trong cũng tuyệt đối làm không được sở kiếm thu bình tĩnh như thế thong dong phải biết sở kiếm thu thế nhưng là gặp phải bốn tên thập đại chân truyền cấp bậc cường giả đỉnh cao vây giết mà không phải tùy tùy tiện tiện a miêu a cầu cho dù là thần biến cảnh cường giả đối mặt loại cục diện này cũng có thể thân tử đạo tiêu thập đại chân truyền danh hào đó cũng không phải là dựng đại biểu là chân chân chính chính vô cùng cường đại thực lực hồng sam nữ tử xinh đẹp không biết sở kiếm thu là không rõ ràng thập đại chân truyền đại biểu thực lực mới biểu hiện ra bộ dạng này bộ dáng bình tĩnh vẫn là sở kiếm thu thật có như thế trước núi thái sơn sụp đổ mà không kinh sợ đến mức tâm tính nếu thật là người sau nàng liền muốn một lần nữa xem kỹ một chút sở kiếm thu nếu như sở kiếm thu thật có như thế tâm tính mà nói vậy cái này loại người chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chết yểu lại thêm hắn cái kia kinh người vô cùng thiên phú cuối cùng trưởng thành đến cùng bọn hắn cùng cấp bậc cường giả chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó chỉ sợ thượng thanh tông sẽ lại xuất hiện một cái ngũ khải ca thập đại chân truyền bên trong kinh khủng nhất không phải cảnh giới tu vi cao nhất đan nguyên châu mà là tu vi thấp nhất ngũ khải ca tay của người này cổ tay cùng tâm tính đều để cho người ta sợ hãi dù cho đồng dạng thân là một trong thập đại chân truyền hồng sam nữ tử xinh đẹp cũng không nguyện ý cùng ngũ khải ca loại người này là địch bởi vì cùng loại người này là địch kết quả thực sự quá nghiêm trọng một khi lộng hắn không chết liền sẽ vô cùng hậu hoạn cho nên ngũ khải ca tại nhìn thấy sở kiếm thu biểu hiện ra định lực cùng tâm tính sau đó vì cái gì liền lập tức động sát tâm cũng là bởi vì hắn nhìn ra sở kiếm thu cùng hắn là cùng một loại người lại người này một khi trưởng thành sau đó thực sự quá khó giết hơn nữa sẽ mang đến cho mình vô tận phiền phức đang bốn người hết sức căng thẳng tình trạng bỗng nhiên từ đằng xa lại bay tới hai bóng người sở kiếm thu vốn cho rằng lại tới hai tên thập đại chân truyền nhưng mà chờ hai người bay gần lúc sở kiếm thu mới phát hiện hai người này lại là đường thanh niên cùng đường thiên lỗi trên người hai người này khí tức so với sở kiếm thu cùng ngày lúc chia tay cường đại hơn nhiều sở kiếm thu cẩn thận quan sát lúc mới phát hiện hai người này thế mà cũng đã đột phá thiên cương cảnh đường thanh niên cùng đường thiên lỗi thiên phú vốn là cực cao nhất là đường thiên lỗi ban đầu ở tư chất lúc khảo sát đạt đến kinh khủng chín phần tư chất lấy tư chất của hắn thiên phú đột phá thiên cương cảnh cơ hồ không có bất kỳ nghi vấn trong bí cảnh lịch luyện chẳng qua là tăng nhanh hắn đột phá thiên cương cảnh thời gian thôi đường thanh niên về tư chất mặc dù không bằng đường thiên lỗi nhưng mà cũng kém không có bao nhiêu đi qua trong bí cảnh một phen lịch luyện lấy được cơ duyên cũng không ít đột phá đến thiên cương cảnh cũng là chuyện thuận lý thành chương nhìn thấy hai người này xuất hiện đan nguyên châu mười đại chân truyền ánh mắt không khỏi hơi hơi chớp động rõ ràng đối với đường thanh niên cùng đường thiên lỗi bốn người này cũng không dám khinh thị sở kiếm thu nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức đối với đường thiên lỗi bối cảnh càng hiếu kỳ hơn đan nguyên châu bọn người đối với đường thanh niên cùng đường thiên lỗi kiêng kỵ rõ ràng không phải là bởi vì tu vi của hai người hai người bây giờ mặc dù đột phá đến thiên cương cảnh nhưng mà tại thập đại chân truyền loại quái vật khổng lồ này trước mặt vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều nhìn đừng nói là hai tên vừa mới đột phá thiên cương cảnh đệ tử cho dù là phòng nhã có thể dạng này kiếm đường đường chủ tự mình đến. Đều không đủ lấy để cho bốn người sinh ra kiêng kỵ chi ý. Bốn người này sở dĩ coi trọng hai người. Hiển nhiên là bởi vì hai người sau lưng cái kia thông thiên bối cảnh, hai. Người các ngươi tới đây làm gì? Đan Nguyên Châu sắc mặt rất khó coi. Vốn là ngũ khải cạp cung sơ đan đám người xuất hiện đã làm hắn rất khó chịu. Bây giờ ngay cả người của đường ra cũng muốn duỗi một cái tay đi vào. Cái này khiến trong lòng của hắn càng là không khoái. Người của đường ra tự mình nhúng tay. Hắn muốn có được gốc kia lục giai linh dược độ khó sẽ thẳng tắp tăng vọt. Đường thanh niên cùng đường thiên lỗi là đường ra chân chính dòng chính. Tại thượng thanh tông ai cũng không dám khinh thị bọn hắn. Dù cho thập đại chân truyền loại này cấp bậc nhân vật cũng tương tự không ngoại lệ. Phụng đại trưởng lão chi mệnh bất luận kẻ nào không được quan hệ sở kiếm thu tư nhân sự vụ lại càng không phải cưỡng ép yêu cầu sở kiếm thu trên người bảo vật sở kiếm thu lần này bí cảnh hành động bên trong vì thượng thanh tông lập xuống đại công có thể liệt nhị đẳng công huân cùng tất cả đường đường chủ cùng tôn đường thanh niên lấy ra một cái lệnh bài lạnh lùng mở miệng nói ra nghe được đường thanh niên lời nói này đan nguyên châu bốn người sắc mặt lập tức khó coi vô cùng bọn hắn nghĩ không ra sở kiếm thu thế mà lại dẫn tới đường ra tự mình nhúng tay đại trưởng lão mặc dù không phải người của đường gia, nhưng mà nếu như đường gia nhúng tay chuyện này, lại thêm sở kiếm thu đích xác lần này bí cảnh trong khi hành động lập xuống công lao ngất trời. Đại trưởng lão cũng tất nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền thuận đường ra ý tứ. Nhị đẳng công huân tại Thượng Thanh Tông là phi thường cao vinh hạnh đặc biệt. Lập xuống nhị đẳng công huân người trừ phi phạm phải phản tông tội lớn, bằng không. Phạm phải bất kỳ sai lầm nào cũng có thể miễn tử tại thượng thanh tông không có bất kỳ người nào dám can đảm trắng trợn ra tay đánh giết lập xuống nhị đẳng công huân người bằng không đồng đẳng với khiêu khích toàn bộ thượng thanh tông uy nghiêm loại hậu quả này cho dù là thập đại chân truyền đều đảm đương không nổi lấy được nhị đẳng công huân người chẳng những tương đương với có một khối miễn tử kim bài hơn nữa địa vị cực tôn tại trong thượng thanh tông gần với trưởng lão hội trưởng lão và thập đại chân truyền cùng nội môn tất cả đường đường chủ địa vị tương đương so nội môn phổ thông trưởng lão địa vị đều cao hơn nhiều lắm nếu như tại mệnh lệnh của đại trưởng lão tuyên bố phía trước đan nguyên châu bọn người đánh giết sở kiếm thu có lẽ cũng sẽ bị trưởng lão hội trọng phạt nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà tại mệnh lệnh của đại trưởng lão tuyên bố sau đó bọn hắn còn nghĩ động sở kiếm thu liền muốn thật tốt cân nhắc một phen hậu quả Chương 745 đồ nhà quê không kiến thức. Ngũ Khải ca sắc mặt cũng là có mấy phần khó coi. Lại kết quả này hắn cũng không có dự liệu được. Hắn cũng biết Sở Kiếm Thu cùng Đường Thiên Lỗi quan hệ không tệ. Nhưng cái này dù sao chỉ là hậu bối ở giữa giao tình. Ngũ Khải ca cũng không có quá để ở trong lòng. Thế nhưng là nghĩ không ra đường ra cao tầng cũng sẽ nhúng tay vào đi. Bởi vì cái này một cái ngộ phán Đưa đến bây giờ xuất hiện loại này mất khống chế cục diện, đường ra ra tay. Thật là đánh hắn một cái trở tay không kịp, bây giờ Thượng Thanh Tông tông chủ đang lúc bế quan. Trong trưởng lão hội quyền hạn lớn nhất chính là đại trưởng lão. Bởi vì hắn nghĩ không ra đường ra sẽ trực tiếp ra tay. Bởi vậy không có chuyện trước cùng các trưởng lão khác hội trưởng lão đả hảo chiêu hô, khiến cho đại trưởng lão cái quyết nghị này thuận lợi thông qua bằng không nếu như hắn trước đó làm tốt phương diện này làm việc đại trưởng lão cái quyết nghị này muốn thông qua sẽ không như thế dễ dàng sở kiếm thu càng sẽ không dễ dàng như thế liền đạt được nhị đẳng công huân cao như vậy vinh hạnh đặc biệt mặc dù bây giờ tông chủ đang bế quan trong trưởng lão hội đại trưởng lão quyền hạn lớn nhất nhưng mà thượng thanh tông từ trước đến nay không phải độc đoán không ai có thể chuyên quyền độc đoán mỗi một hạng quyết nghị trọng đại đều cần trưởng lão hội trưởng lão cùng thương thảo quyết định mà một khi loại này quyết nghị tạo thành đại biểu chính là toàn bộ trưởng lão hội ý chí không có ai dám can đảm cùng toàn bộ trưởng lão hội ý chí chống lại dù cho thập đại chân truyền cũng không ngoại lệ tất nhiên sở kiếm thu bị định vì nhị đẳng công huân đã thành cố định sự thật bọn hắn lại nghĩ công khai động sở kiếm thu đã không có khả năng đến nỗi sở kiếm thu trên người lục giai linh dược chỉ có thể về sau lại âm thầm nghĩ biện pháp ngũ khải ca nhàn nhạt liếc sở kiếm thu một cái liền quay người rời đi sự tình hôm nay xa xa sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc chỉ cần sở kiếm thu trên thân còn có mang gốc kia lục giai linh dược liền tất nhiên sẽ tiếp tục đưa tới vô tận phong ba thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nếu như sở kiếm thu cho là chỉ bằng vào một cái nhị đẳng công huân thân phận liền có thể gối cao không lo cũng không tránh khỏi đem sự tình nghĩ đến quá ngây thơ rồi sau khi ngũ khải ca rời đi đơn nguyên châu mấy người cũng lần lượt rời đi có người của đường ra nhúng tay hôm nay sự tình đã chuyện không thể làm chỉ có thể chờ đợi đến đằng sau lại tìm cơ hội đợi đến bốn người kia sau khi đi sở kiếm thu hướng đường thanh niên hai người nghênh đón tiếp lấy hai người các ngươi sao lại tới đây Sở kiếm thu cười hỏi, đường thanh niên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh mặt nói, ngươi. Ngược lại là tiêu sái, vừa đi chính là một hai tháng. Ngay cả tin tức đều không truyền quay lại tới một điểm. Thượng thanh tông lại bởi vì chuyện của ngươi náo lật trời. Sở kiếm thu nghe vậy không khỏi có mấy phần lúng túng. Đối với mình sự tình sẽ ở thượng thanh tông nhấc lên không nhỏ phong ba. Sở kiếm thu ngược lại là sớm đã có đoán trước chỉ có điều huyền kiếm tông chuyện bên kia thực sự khẩn cấp, hắn cũng không thể phân thân tới. Chỉ bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới chuyện này sẽ huyên náo lớn như thế. Thậm chí ngay cả thập đại chân truyền bên trong bốn cái đều tới ngăn đón con đường của mình, ta. Đây không phải đã chạy về sao, sở kiếm thu cười xòa nói. Đường thanh niên lại lạnh lùng mà lườm hắn một cái, ngươi. Hai tháng này ngược lại là tiêu giao, chỉ là khổ sư phụ ta, vì đính trụ chuyện của ngươi sư phụ ta thế nhưng là gặp không thiếu tội sở kiếm thu nghe vậy trong lòng lập tức căng thẳng phòng đường chủ thế nào đối với phòng nhã có thể sở kiếm thu vẫn là rất cảm kích không những ở phương diện kiếm đạo vì chính mình chỉ điểm không thiếu hơn nữa tại quan trọng trước mắt nhiều lần đối với chính mình giữ gìn đối với phần nhân tình này sở kiếm thu rất là ghi khác bởi vậy sở kiếm thu càng không muốn phòng nhã có thể bởi vì chính mình sự tình mà xảy ra bất chắc. Phòng đường chủ khoảng thời gian này xác thực gặp không thiếu áp lực, đắc tội không ít người. Nhưng phòng đường chủ dù sao cũng là kiếm đường đường chủ. Hơn nữa phòng đường chủ thực lực cao cường, những người kia cũng không dám làm loạn. Đường thiên lỗi lúc này chen lời nói. Hắn đối với sở kiếm thu tính tình mười phần hiểu rõ. Nếu như sở kiếm thu biết những người kia bởi vì chuyện của hắn còn đối với kiếm đường làm ra những cái kia chuyện xấu xa thế tất yếu đem toàn bộ thượng thanh tông trở mặt không thể phòng đường chủ một khi ồn ào không những đối với sở kiếm thu mười phần bất lợi đối với toàn bộ thượng thanh tông cũng sẽ mười phần bất lợi đường ra mặc dù nghĩ bảo trụ sở kiếm thu nhưng mà cái kia cũng có một cái độ huống hồ bây giờ đường ra nhìn còn vẫn như cũ cường thịnh nhưng đường thiên lỗi hết sức rõ ràng bây giờ đường ra đồng dạng tồn tại nguy cơ rất lớn lần này đường ra đứng ra bảo đảm sở kiếm thu. Kỳ thực cũng là bốc lên cực đại phong hiểm, bây giờ đường ra phí thật lớn công phu mới đem cuộc. Phong ba này đè xuống, đường thiên lỗi cũng không muốn bởi vì chuyện này lại nhấc lên. Đường thanh niên rõ ràng cũng ý thức được lợi hại trong đó quan hệ, hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa, dù cho trong nội tâm nàng vẫn như cũ đối với sở kiếm thu rất bất mãn. Cũng không thể không áp xuống tới. Sở kiếm thu nhìn hai người một mắt. Biết sự tình xa xa không giống đường thiên lỗi nói như vậy nhẹ nhõm. Từ bốn tên thập đại chân truyền nửa đường chắn con đường của mình. Sở kiếm thu liền có thể tưởng tượng được ra khỏi phòng nhã có thể vì hắn trong khoảng thời gian. Này đến tột cùng đã nhận lấy cỡ nào áp lực cực lớn. Phòng nhã có thể thực lực mặc dù cao cường. Nhưng mà cùng thập đại chân truyền loại này đỉnh cấp cường giả so ra vẫn có chênh lệch nhất định hơn nữa tại thân phận địa vị phòng nhã có thể kiếm đường đường chủ thân phận cũng không sánh được thập đại chân truyền sở kiếm thu chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ đến sau lưng xảy ra bao nhiêu sự tình bất quá tất nhiên đường thanh niên cùng đường thiên lỗi không muốn nói tỉ mỉ sở kiếm thu cũng không bắt buộc những chuyện này đợi đến chính mình trở lại thượng thanh tông sau đó tự sẽ từng cái điều tra rõ đường ra đối với chính mình làm sự tình đã đủ nhiều sở kiếm thu sẽ không không biết tốt xấu lần này nếu như không phải đường ra đứng ra sở kiếm thu chính mình tự mình đối mặt bốn tên thập đại chân truyền tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm kết thúc mặc dù sở kiếm thu dù cho đối mặt bốn tên thập đại chân truyền vây công cũng tương tự có bảo toàn tánh mạng át chủ bài nhưng mà đồng thời đắc tội bốn tên thập đại chân truyền nếu như sau lưng không có chỗ dựa sở kiếm thu trên cơ bản đã rất khó tại thượng thanh tông lan lộn tiếp nữa rồi đi qua sau chuyện này sở kiếm thu cảm giác sâu sắc chỗ dựa tầm quan trọng lấy hắn cùng đường thiên lỗi quan hệ trong đó tăng thêm lần này đường ra xuất thủ tương trợ sở kiếm thu đã quyết định đem đường ra xem như chỗ dựa đường ra tác phong làm việc ngược lại là rất hợp sở kiếm thu tính khí bất quá sở kiếm thu đến nay đối với đường ra đều biết không đậm không biết đường ra vì cái gì có như thế năng lượng to lớn lại có thể ảnh hưởng đại trưởng lão quyết định lại nói nhà ngươi đến tột cùng là lai lịch gì nhìn giống như bộ dáng rất lợi hại sở kiếm thu nhìn về phía đường thiên lỗi tò mò hỏi nghe được sở kiếm thu lời này đường thanh niên lập tức khinh thường liếc mắt nhìn hắn hừ lạnh một tiếng nói đồ nhà quê không kiến thức sở kiếm thu nghe được đường thanh niên lời này trên trán nổi đầy gân xanh này nương môn thật sự rất muốn ăn đón nếu như không phải xem ở đường thiên lỗi cùng đường ra lần này xuất thủ tương trợ phân thượng sở kiếm thu thật sự rất muốn ra tay dạy nàng làm người để cho nàng minh bạch phải làm thế nào nói chuyện đường thanh niên bây giờ mặc dù đột phá thiên cương cảnh thế nhưng là không có nghĩa là thực lực của nàng có thể cùng sở kiếm thu so sánh lấy sở kiếm thu thực lực trước mắt muốn đánh nàng đơn giản cùng chơi một dạng căn bản tiêu phí không có bao nhiêu khí lực. mươi 746 thanh bào lão giả, cuối cùng đường thiên lỗi nói chỉ là một câu, lão tổ tông nhà ta là đường tinh văn. Liền không có nhiều lời, sở kiếm thu khi nghe đến đường tinh văn cái tên này thời điểm. Còn sửng sốt hơn nửa ngày, cảm giác cái tên này dường như đang nơi nào nghe qua. Chỉ là đường thiên lỗi lại nói tiếp cái tên này sau đó, liền không chịu nói thêm nữa nửa câu sở kiếm thu cũng chỉ đành coi như không có gì chuyện nơi đây chấm dứt sau đó ba người liền cùng một chỗ hướng về thượng thanh tông bay đi tại sắp đến thượng thanh tông sở kiếm thu xa xa nhìn thấy thượng thanh tông cái kia to lớn vô cùng chủ phong lúc mới đột nhiên nhớ tới đường tinh văn đây không phải là thượng thanh tông lão tổ một trong sao nghĩ tới đây lúc sở kiếm thu mới hoảng sợ nhìn về phía đường thiên lỗi hắn nguyên bản là đoán được đường thiên lỗi lai lịch rất lớn thậm chí đều phỏng đoán đường thiên lỗi có thể là một vị nào đó trưởng lão hội trưởng lão tử tôn thế nhưng là nghĩ không ra đường thiên lỗi lai lịch vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình cái cũng khó trách sở kiếm thu nghĩ không ra bởi vì đường tinh văn là thượng thanh tông vài ngàn năm trước lão tổ tại trong thượng thanh tông đã có mấy ngàn năm chưa nghe nói qua vị lão tổ này tin tức rất nhiều người đều cho là vị này thượng thanh tông lão tổ sớm đã không ở nhân thế thế nhưng là nghĩ không ra mấy ngàn năm đi qua vị này thượng thanh tông lão tổ lại còn sống sót đây chính là chân chân chính chính lão quái vật vốn là sở kiếm thu đối với thượng thanh tông lão tổ hiểu biết phải cũng không nhiều đây là thuộc về thượng thanh tông bí mật bình thường cũng rất ít có người có lá gan đàm luận thượng thanh tông các vị lão tổ Sở Kiếm Thu sở dĩ biết thượng Thanh Tông vị lão tổ này, chủ yếu là bởi vì lúc trước hắn tu luyện Giận Thiên Chiến Quyền chính là vị này tên là Đường Tinh Văn lão tổ sáng tạo. Bây giờ Sở Kiếm Thu đã sớm biết Nộ Thiên Chiến Quyền phiên bản hoàn chỉnh căn bản cũng không? Chỉ tam thức, Sở Kiếm Thu từng tại Tàng Kinh Các nhìn thấy qua Nộ Thiên Chiến Quyền giản lược bản, phía trên ghi lại Nộ Thiên Chiến Quyền lai lịch cùng với Nộ Thiên Chiến Quyền hoàn chỉnh. Chiêu thức tên chỉ có điều cái này giản lược vốn nội thiên chiến quyền chỉ là ghi lại chiêu thức tên cũng không có ghi chép cụ thể phương pháp tu luyện phiên bản hoàn chỉnh nội thiên chiến quyền là thiên giai cực phẩm võ học hết thầy có 13 thức lấy sở kiếm thu trước đây nội môn đệ tử thân phận căn bản là không có tư cách hối đoái cao cấp như vậy võ học cho nên lúc ban đầu sở kiếm thu chỉ là hơi liếc mắt nhìn cái kia bản nội thiên chiến quyền giàn lực bản cũng không có nghiên cứu kỹ bởi vì muốn hối đoái cái này nộ thiên chiến quyền ít nhất phải chờ mình trở thành chân truyền đệ tử mới có tư cách sở kiếm thu vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến nộ thiên chiến quyền tác giả lại chính là đường thiên lỗi lão tổ xem ra lần này cần sau khi trở về muốn đem nộ thiên chiến quyền môn võ học này cho hối đoái đi ra mới được môn quyền pháp này cùng mình duyên phận vẫn rất sâu bây giờ hắn mặc dù không phải chân truyền đệ tử nhưng mà có nhị đẳng công huân thân phận quyền hạn so với bình thường chân truyền đệ tử còn cao. Hoàn toàn có tư cách hối đoái môn này thiên giai cực phẩm võ học. Thượng Thanh Tông 36 lần phong một trong. Một cái áo đen ôm kiếm nam tử rơi vào trong đó, Thượng Thanh Tông 36 lần phong. Là gần với Thượng Thanh Tông chủ phong tu luyện thánh địa. Phía trên linh khí nồng đậm tới cực điểm. Cái này 36 ngọn núi, là Thượng Thanh Tông trưởng lão hội trưởng lão và thập đại chân truyền chỗ ở, chỉ cần trở thành thập đại chân truyền hoặc trưởng lão hội trưởng lão. Liền có thể tự mình chiếm giữ cái này 36 ngọn núi một trong. Ngũ khải ca rơi xuống trên ngọn núi. Lập tức có vài tên người phục vụ ăn mặc võ giả tiến lên đón, cái này vài tên người phục vụ ăn. Mặc võ giả cảnh giới cực kỳ cao thâm, mỗi một cái cũng là đứng đầu thiên cương cảnh cường giả. Cảnh giới cỡ này thiên cương cảnh cường giả, đặt ở Nam Châu bất kỳ một cái nào tông môn cũng là kình thiên cự phách một dạng tồn tại nhưng mà trên ngọn núi này lại cam nguyện xem như bình thường nhất một cái người phục vụ đây là xem như thập đại chân truyền đặc quyền có thể có được chính mình người phục vụ cùng tôi tớ những thị giả này cùng tôi tớ hay là thượng thanh tông đệ tử tự nguyện ủy thân xem như người phục vụ tay sai hay là những thứ này thập đại chân truyền từ bên ngoài thu phục cường giả đối với những chuyện này thượng thanh tông cũng sẽ không hỏi đến ngũ khải ca phất phất tay cái kia vài tên người phục vụ lập tức lui ra ngũ khải ca đi vào ở vào đỉnh núi một tòa rộng lớn đại điện bên trong bên trong tòa đại điện này bộ điện các trọng trọng cho người ta một loại xâm nhiên ý vị ngũ khải ca đi thẳng đến đại điện chỗ sâu tận cùng bên trong nhất trong một gian mật thất tại mật thất này vị trí trung ương có một tòa cao vút bia đá ngũ khải ca đi đến tòa kia bia đá trước mặt nhẹ nhàng gõ rồi một lần bia đá mặt ngoài bia đá mặt ngoài lập tức sáng lên một trận quang mang lập tức một đạo nhân hình hư ảnh từ trên tấm bia đá bốc lên hư ảnh hình người này là một tên dâu tóc xám trắng thanh bào lão giả ngũ khải ca nhìn thấy một vệt hình người này hư ảnh sau đó lập tức khom lưng chắp tay ông quyền hành lễ cung kính kêu lên sư tôn thanh Bào lão giả gật đầu một cái, trầm giọng nói, sự tình như thế nào, ngũ. Khải ca cúi đầu nói, đệ tử vô năng, còn xin sư tôn thứ tội. Thanh bào lão giả nghe vậy, lập tức không khỏi nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt toát ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, tên đệ tử này năng lực như thế nào? Hắn là lại biết rõ rành rành, có hắn tự mình ra tay, sự tình thế mà lại còn thất bại. Cái này thật là có chút ra ngoài ý liệu của hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thanh bào lão giả trầm giọng hỏi, đường ra ra tay rồi, ngũ. Khải ca cúi đầu đạo. Thanh bào lão giả nghe vậy lập tức không khỏi lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn trầm mặc một hồi, cười lạnh một tiếng nói, đường. Tinh văn lão bất tử này lại còn có tâm tư quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngũ khải ca ngẩng đầu lên, xin chỉ thị, sư tôn, bước kế tiếp phải làm thế nào làm, thanh bào lão giả khoát tay áo nói, tất nhiên đường ra ra tay, chuyện này ngươi trước hết chớ để ý. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ? Ngũ khải ca trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc nghi hoặc. Hắn nhưng là rất rõ ràng sư tôn đối với gốc kia lục giai linh dược nắm chắc phần thắng, dễ dàng. Như vậy buông tay, cũng không giống như sư tôn tính cách. Thanh bào lão giả lạnh nhạt nói, tất nhiên đường ra đã ra tay những người khác liền không có lá gan này dám lại đưa tay. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là bảo đảm gốc kia lục giai linh dược không cần rơi vào khác chân truyền. Đệ tử trong tay liền có thể. Đường ra lão tổ có thể hay không đem gốc kia lục giai linh dược chiếm làm của riêng, ngũ. Khải ca hỏi dò, thanh bào lão giả khoát tay áo nói, người đây cũng không cần thiết lo lắng. Đường tinh văn lão bất tử kia coi trọng nhất mặt mũi. Hắn sẽ không làm lại chuyện không biết xấu hổ này hắn đại nạn sắp tới trừ phi đột phá đến cảnh giới mới bằng không bất kỳ vật gì đều khó có khả năng cho hắn kéo dài tính mạng một gốc lục giai linh dược đối với hắn loại cảnh giới này cường già tới nói còn chưa đủ trợ giúp hắn đột phá đến kế tiếp cảnh giới lúc này hắn nếu là sử dụng gốc kia lục giai linh dược thì tương đương với lãng phí một cách vô ích gốc kia lục giai linh dược cái này không phù hợp lão bất tử kia tính cách thứ hai hắn cũng không dám như thế bốc lên thiên hạ chi đại sơ suất. Một gốc 10 vạn năm phân lục giai linh dược, tương đương với có thể bồi dưỡng một cái tân thần biến cảnh cường giả. Đường tinh văn nếu như dám như thế lãng phí hết, thì tương đương với cùng toàn bộ thượng thanh tông đối nghịch. Cho dù hắn đường ra thực lực hùng hậu cũng không đảm đương nổi hậu quả nghiêm trọng như vậy. mươi 747 Bách Lý Phong lôi Đại sư huynh của ngươi sắp xuất quan, chuyện này liền giao cho hắn tới xử lý a." À. Thanh Bào lão giả lạnh nhạt nói, lập tức thân hình chậm rãi tiêu thất. Ngũ Khải Ca nhìn xem cái kia Thanh Bào lão giả biến mất hư ảnh, ánh mắt một mảnh hờ hững. Nhưng mà gắt gao bốc lên tới nắm đấm lại hiển lộ trong lòng của hắn không cam lòng cùng phẫn nộ. Thanh Bào lão giả trong miệng nói tới đại sư huynh của hắn, chính là Thượng Thanh Tông tông chủ Công Tôn Trạch một cái chân chính yêu nghiệt thanh bào lão giả là thượng thanh tông cường đại nhất lão tổ một. Trong, trăm dặm phong lôi. Trăm dạm phong lôi là thượng thanh tông nhân vật truyền ký. Chẳng những bản thân hắn là cái bất thế xuất kỳ tài. Hơn nữa liền hắn thu nhận hai tên đệ tử đồng dạng cũng là tuyệt thế nhân kiệt. Trăm dạm phong lôi tuần tự thu nhận qua hai tên đệ tử. Một cái về sau trở thành bây giờ thượng thanh tông tông chủ một tên khác bây giờ cũng đã trở thành một trong thập đại chân truyền. Ngũ Khải Ca trong lòng vô cùng phẫn nộ, vô luận hắn cố gắng như thế nào. Tại sư tôn trong lòng mãi mãi cũng không sánh được cái kia kinh diễm vô cùng yêu nghiệt sư. Huynh công tôn trạch, trăm dặm phong lôi tại thu hắn làm đệ tử sau đó. Hết thầy cũng không có triệu kiến hắn bao nhiêu lần. Cho dù là gặp mặt cũng là lấy loại này giống như không người nhận ra phương thức mặc dù hắn cũng biết trăm dặm phong lôi đang lúc bế quan ý đồ sung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới cho nên mới sẽ lấy loại phương thức này cùng gặp mặt hắn nếu như trăm dặm phong lôi đối đãi hai tên đệ tử đều là giống nhau phương thức ngũ khải ca còn không biết cảm thấy thế nào mấu chốt là hắn cái kia sư huynh công tôn trạch mỗi lần gặp mặt trăm dặm phong lôi thời điểm cũng là trực tiếp đi chủ phong trăm dặm phong lôi bế quan động phủ Trăm dạm phong lôi giống như cũng xưa nay sẽ không dùng loại này chỉ là dùng một cái bóng mờ. Phương thức cùng công tôn trạch gặp mặt. Như thế bất công khác biệt đối đãi để cho ngũ khải ca trong lòng mười phần không cam lòng. Chỉ có điều cho dù hắn trong lòng lại không phẫn cũng không dám tại trước mặt trăm dạm phong. Lôi biểu lộ ra lại không dám vì vậy mà đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Bởi vì hắn sâu sắc cảm nhận được trăm dạm phong lôi cùng với công tôn trạch đáng sợ lấy trước mắt hắn thực lực tại trước mặt hai người này tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Đơn giản không khác gì đi tìm cái chết. Sở kiếm thu trở lại Thượng Thanh Tông. Một đám hảo hữu sau khi nghe được tin tức nhau nhau chạy tới. Sở sư huynh, người có thể cuối cùng trở về. Đỗ hàm nhạn từ ngoài viện đi tới, nhìn thấy sở kiếm thu. Lập tức nện bước loạn trọng nhanh chóng chạy lên đến đây. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ tung tăng thần sắc đúng vậy à sở huynh nếu như ngươi không về nữa nhà chúng ta tiểu hàm nhạn sẽ phải đem thu thủy đều nhìn xuyên lư hướng địch chậm rãi tiến lên một mặt mỉm cười mà trêu chọc nói lô sư huynh ngươi nói hưu nói vượn cái gì đỗ hàm nhạn nghe được lư hướng địch lời này khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên vùng phấn bạch nắm tay nhỏ thở phì phò nói nàng tại vung nắm tay nhỏ hướng lư hướng địch thị uy lúc lại nhìn trộm nhìn sở kiếm thu một mắt muốn nhìn một chút sở kiếm thu phản ứng. Chỉ là làm nàng thất vọng là sở kiếm thu phản ứng bình đạm được giống một miếng gỗ. Đối với lư hướng địch trêu chọc căn bản là giống mắt điếc tai ngơ. Đỗ hàm nhạn lập tức vừa tức vừa buồn bực lại là ủy khuất đây coi như là cái gì chuyện đi. Chính mình dù sao cũng là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Chẳng lẽ gia hỏa này liền thật sự đối với chính mình nửa điểm không động tâm đỗ hàm nhạn trong lòng thậm chí đều hy vọng ra hỏa này thật sự giống theo như đồn đại như thế là một cái háo sắc đại tặc dạng này ít nhất đều có thể thưởng thức sắc đẹp của mình cũng tốt hơn như bây giờ giống một cây đầu gỗ không phản ứng chút nào sở kiếm thu hướng đỗ hàm nhạn bọn người gật đầu một cái vừa cười vừa nói các người gần đây vẫn tốt chứ sở kiếm thu ngược lại không phải là không có nghe được lư hướng địch trêu chọc hơn nữa đối với đỗ hàm nhạn phản ứng cũng hoàn toàn nhìn ở trong mắt hắn mặc dù đối với chuyện nam nữ phương diện này phản ứng chỉ độn nhưng mà đi qua tại trong bí cảnh kinh nghiệm sau đó hắn liền xem như đồ đần cũng biết đỗ hàm nhạn ưa thích chính mình chỉ bất quá hắn mặc dù trong lòng tinh tường mặt ngoài lại là ra vẻ hồ đồ thôi tại trước mắt loại cục diện này phía dưới hắn thật là là không có tâm tư gì đi để ý tới loại này tình tình ái ái đồ vật hơn nữa cùng hắn có dây dưa nữ tử thật là quá nhiều đối với hắn có ý tư nữ tử cũng không ít tả khưu thương trúc lạc chỉ vân tô nghiên hương đỗ hàm nhạn những cô gái này tại trong lòng của hắn đều mười phần trọng yếu cũng chính vì như thế hắn mới không muốn tổn thương các nàng trong đó bất kỳ người nào nếu như đón nhận trong các nàng một người tình cảm sở kiếm thu không dám xác định sẽ hay không đối với những khác nữ tử sinh ra tổn thương hơn nữa sở kiếm thu cũng không xác định chính mình đến tột cùng chân chính ưa thích cái nào nữa. Tử, lại chuyện này làm không tốt đến lúc đó thì sẽ là một đoàn đay dối, cho nên để tránh treo. Chọc nhiều như vậy phiền phức, sở kiếm thu không thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ. Lư hướng địch nhìn thấy sở kiếm thu phản ứng, trong lòng cũng không khỏi khẽ thở dài một cái. Hy vọng việc này ngàn vạn lần đừng có diễn ra thành một màn bi kịch. Trong đoạn thời gian này, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Đỗ Hàm Nhạn đối với Sở Kiếm Thu là bực. Nào tưởng niệm, Đỗ Hàm Nhạn đối với Sở Kiếm Thu đã là chân chính tình căn thâm chủng. Xem như hảo hữu, Lư Hướng Địch tự nhiên nghĩ thúc đẩy chuyện này. Vừa rồi gặp mặt lúc trêu chọc nhìn như không có ý định, kỳ thực cũng là hữu tâm. Là muốn nhắc nhở một chút Sở Kiếm Thu Đỗ Hàm Nhạn tình ý đối với hắn. Cùng Sở Kiếm Thu mấy năm ở chung, hắn nhưng là hết sức rõ ràng sở kiếm thu đối với phương diện này chuyện trì độn. Nếu như không có người điểm tỉnh mà nói, chỉ sợ hắn thật đúng là chưa chắc sẽ ý thức được. Bất quá từ sở kiếm thu vừa rồi phản ứng đến xem. Sở kiếm thu rõ ràng là có ý định muốn tránh đi chuyện phương diện này. Nhìn thấy sở kiếm thu dạng này, lưu hướng địch cũng không có biện pháp. Hắn khả năng giúp đỡ đỗ hàm nhạn cũng chỉ có thể đến một bước này chuyện cảm tình không thể miễn cưỡng nếu như hắn quá nhiều mà nhúng tay nói không chừng đến lúc đó ngược lại khoe khoang kỹ xảo phản vụng chúng ta ngược lại là không có gì chỉ là sở huynh chính ngươi phải chú ý trong khoảng thời gian này quay chung quanh ngươi phong ba rất nhiều sở huynh chỉ cần đề phòng tiểu nhân lư hướng địch nghiêm túc nói sở kiếm thu gật đầu nói ta đây hiểu được đại gia cũng muốn cẩn thận đề phòng không thể phớt lờ dù sao bây giờ là thời kỳ không bình thường chúng ta lần này theo trong bí cảnh lấy được cơ duyên không nhỏ chỉ cần bế quan một đoạn thời gian đoạn thời kỳ này chúng ta đều biết tận lực ít đi ra ngoài để tránh gây phiền toái lư hướng địch nói nếu như không phải là bởi vì sở kiếm thu nguyên nhân lư hướng địch bọn người cho dù ở trong bí cảnh lấy được cơ duyên không nhỏ cũng sẽ không quá mức làm người khác chú ý nhưng mà chính là bởi vì bọn hắn cùng sở kiếm thu quan hệ trong đó thân mật những cái kia dụng ý khó dò người rất có thể liền sẽ lợi dụng bọn hắn tới đối phó sở kiếm thu những người kia muốn trực tiếp đối phó sở kiếm thu có lẽ không quá dễ dàng nhưng mà đối phó bọn hắn lại là dễ dàng hơn nhiều tại sở kiếm thu vẫn chưa về phía trước bọn hắn có lẽ bình an vô sự tại sau khi trở về sở kiếm thu chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều phiền phức sẽ tìm tới môn tới vì thiếu cho sở kiếm thu gây phiền toái. Lư hướng địch bọn hắn đã quyết định tại gần đây tận lực ít đi ra ngoài huống hồ bọn hắn cũng. đích xác cần bế quan một đoạn thời gian lấy tiêu hóa theo trong bí cảnh lấy được cơ duyên. phía trước sở dĩ vẫn không có bế quan là bởi vì sở kiếm thu vẫn chưa về. trong lòng bọn họ không yên lòng. chương 748 nhất bới móc người, Sở kiếm thu gật đầu một cái, loại thời kỳ này. Bọn hắn bế quan không ra cũng đích xác là một cái rất tốt ứng đối phương sách. Bây giờ lưu hướng địch đoan mộc thanh cùng đỗ hàm nhạn ba người cũng đều đạt đến nửa bước thiên. Cương cảnh cảnh giới, bọn hắn vừa vặn thông qua lần bế quan này tới xung kích thiên cương cảnh. Ba người bọn họ thiên phú vốn là cực cao. Tăng thêm lần này tại trong bí cảnh lấy được cơ duyên đột phá thiên cương cảnh sẽ không có vấn đề gì sở kiếm thu đi ra cho ta đang tại mọi người tại trong nội viện nói chuyện với nhau thời điểm ngoài viện bỗng nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng sở kiếm thu nghe được tiếng này quát lạnh lông mày không khỏi hơi nhíu những người này còn tưởng là thật không chịu nửa khắc yên tĩnh tất nhiên đối phương tìm tới cửa sở kiếm thu cũng không có tránh né hướng về bên ngoài viện đi đến đi ra cửa viện sau đó Sở Kiếm Thu thì thấy đến một cái mặt phấn hàm xương nữ tử xinh đẹp đứng tại phía ngoài cửa viện. Sở Kiếm Thu nhìn thấy tên này nữ tử xinh đẹp sau đó. Lập tức không khỏi sững sờ, hắn vốn cho là là cái nào hướng về phía trên người mình bảo vật mà. Đến người, lại nghĩ không ra người tới lại là Nghiêm Phương. Đối với Nghiêm Phương, Sở Kiếm Thu tự nhiên không xa lạ gì. Dù sao mình thế nhưng là kém chút đem đệ đệ của nàng Nghiêm Tân chi cho đánh cho tàn phế trước đây vừa muốn xuất phát đi tới bí cảnh nghiêm phương liền nghĩ tới cửa gây chuyện nhưng lúc ấy lại bị phòng nhã có thể ngăn cản xuống dưới bởi vì đi tới bí cảnh sự tình can hệ trọng đại hơn nữa có phòng nhã có thể vì sở kiếm thu đứng ra cho nên lúc đó nghiêm phương cũng liền không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng tay tính toán đợi sở kiếm thu theo trong bí cảnh sau khi trở về lại tìm hắn tính sổ sách hai tháng trước phòng nhã có thể các trưởng lão xuất lĩnh đi tới bí cảnh lịch luyện đệ tử trở lại tông môn lúc đó nghiêm phương liền nghĩ đi tới tìm kiếm sở kiếm thu tính sổ sách chỉ có điều lúc đó sở kiếm thu cũng không có cùng phòng nhã có thể bọn người đồng thời trở về nghiêm phương không thể làm gì khác hơn là lại tạm thời đem trong lòng lửa giận kiềm chế xuống dưới tại phòng nhã có thể xuất lĩnh những cái kia lịch luyện đệ tử sau khi trở về những đệ tử kia tại trong bí cảnh đạt được cơ duyên phong phú dần dần truyền ra mỗi một cái theo trong bí cảnh còn sống trở về đệ tử thực lực đều tăng mạnh có rất nhiều đệ tử trở về đến tông môn sau đó càng là liên tiếp đột phá thiên cương cảnh ngắn ngủi hai tháng đột phá thiên cương cảnh đệ tử không dưới hai mươi người cái này tại thượng thanh tông trong lịch sử là chuyện xưa nay chưa từng có khi nghe đến những tin tức này sau đó nghiêm phương đối với sở kiếm thu trong lòng hận ý sâu hơn nếu như không phải là bởi vì sở kiếm thu ra tay đem nghiêm tân chi đánh cho tàn phế nguyên nhân lấy nghiêm tân chi thực lực lần này tại bên trong bí cảnh tất nhiên cũng có thể nhận được cơ duyên cực lớn chính là bởi vì sở kiếm thu trước đây đem nghiêm tân chi đánh cho tàn phế khiến cho nghiêm tân chi bỏ lỡ lần này cơ duyên tại nghiêm tân chi giật dây phía dưới nghiêm phương đối với sở kiếm thu tức giận đạt tới cực điểm. Nàng chỉ có thấy được những cái kia theo trong bí cảnh trở về đệ tử đạt được cơ duyên chi lớn. Lại không có suy nghĩ trong bí cảnh cái kia cửu tử nhất sinh hung hiểm. Nếu như không phải sở kiếm thu đem nghiêm tân chi đánh cho tàn phế. Lần này nghiêm tân chi cùng theo đi mà nói. Nói không chừng nghiêm tân chi mệnh liền bỏ vào trong bí cảnh sở kiếm thu liếc nghiêm phương. Một cái lạnh nhạt nói tìm ta chuyện gì tìm ngươi chuyện gì, ngươi chẳng lẽ quên đi ngươi đã từng làm gì sự tình nghiêm. Phương nhìn thấy sở kiếm thu bộ kia bộ dáng lạnh nhạt. Một cơn lửa giận lập tức từ trong lồng ngực nối lên. a à, ngươi nói là nghiêm tân chi sự tình sao, lúc đó là chính hắn muốn thèm đón. Ta không thể làm gì khác hơn là ra tay giáo huấn hắn một chút. Tha cho hắn một mạng đã coi như là hạ thủ lưu tình, như thế nào, ngươi muốn ra mặt dùm hắn, sở kiếm thu nhìn xem nghiêm phương thản nhiên nói nghiêm phương nghe nói như thế lập tức không khỏi giận quá mà cười thực sự là cỡ nào phách lối ngươi cho rằng tại nội môn bên trong vô địch liền thật sự không có ai chế được ngươi sao hôm nay liền muốn nhường ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút nội môn cùng chân truyền tranh lệch nghiêm phương nói tranh một tiếng rút ra trường kiếm trong tay nghiêm phương tìm sở kiếm thu Tính sổ sự tình trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ nội môn cùng mỗi chân truyền. Phong đi qua trong bí cảnh sự tình sau đó. Sở Kiếm Thu bây giờ tại Thượng Thanh Tông vốn là một cái danh nhân. Mà Nghiêm Phương tại trong chân truyền đệ tử cũng không phải hạng người vô danh. Trận này tranh chấp sẽ là một hồi hiếm có náo nhiệt. Bởi vậy Nghiêm Phương vừa mới đến Sở Kiếm Thu cư trú bên ngoài viện không lâu, liền hấp dẫn rất nhiều đệ tử tới vây xem tại sở bên trên ngọn núi nơi kiếm thu đang ở lít nhà lít nhít hiện đầy hơn ngàn tên đệ tử những đệ tử này bên trong vừa có nội môn đệ tử cũng có chân truyền đệ tử đương nhiên phàm là dám tới vây xem thực lực bản thân đều không kém bằng không hai người chiến đấu ba động một cái sơ sẩy nói không chừng liền sẽ muốn tính mạng của bọn hắn nhìn thấy nghiêm phương rút kiếm lư hướng địch bọn người cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ bởi vì bọn hắn rất rõ ràng sở kiếm thu thực lực dù cho nghiêm phương là chân truyền đệ tử bên trong cao thủ muốn chiến thắng sở kiếm thu cũng không phải chuyện dễ sở kiếm thu nhìn thấy nghiêm phương rút kiếm trong ánh mắt lướt qua mấy phần đạm nhiên chi ý ngươi cần phải biết ngươi thật muốn động thủ nghiêm phương nhìn thấy bộ dạng này đạm nhiên vô cùng dáng vẻ lửa giận trong lòng càng hơn lập tức một tiếng yêu kiều ta hôm nay liền muốn thật tốt giáo huấn một lần ngươi cái này không coi ai ra gì cuồng đồ nói xong một kiếm hướng sở kiếm thu đâm tới kiếm ý bén nhọn khuấy động mà ra chung quanh những cái kia người vây quanh lập tức nhao nhao lui lại để tránh bị cỗ này kiếm ý bén nhọn gây thương tích đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm sở kiếm thu muốn nhìn một chút hắn muốn thế nào ứng đối nghiêm phương một kiếm này nghiêm phương một kiếm này mặc dù không có dùng toàn lực. Nhưng mà cũng vận dụng bảy tám phần cường độ cho dù là thông thường thiên cương cảnh võ giả. Thụ nghiêm phương một kiếm này, không chết cũng phải trọng thương. Mặc dù truyền ngôn sở kiếm thu nắm giữ vượt biên mà chiến chiến lực. Nhưng mà cái này dù sao chỉ là nghe đồn. Ngoại trừ những cái kia tại trong bí cảnh tự mình gặp qua sở kiếm thu xuất thủ đệ tử đại đa số người cũng không tin sở kiếm thu nắm giữ thực lực cường đại như vậy vượt biên mà chiến đối với thượng thanh tông tinh anh tới nói cũng không phải là việc khó nhưng mà vô luận như thế nào vượt biên mà chiến cũng phải có một cái độ sở kiếm thu trước mắt chỉ là nguyên đan cảnh bát trọng võ giả mà nghiêm phương thế nhưng là thiên cương cảnh tứ trọng cao thủ giữa hai người tranh lệch cảnh giới thực sự quá lớn không có mấy người tin tưởng sở kiếm thu có thể chiến thắng nghiêm phương ngoại trừ những cái kia theo trong bí cảnh đi ra ngoài nội môn đệ tử. Đối mặt nghiêm phương một kiếm này, sở kiếm thu liền nửa bước cũng không có né tránh. Nhất tay một cái, duỗi ra hai ngón tay, hướng về nghiêm phương trên thân kiếm kẹp đi. Nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi tất cả đều là cả kinh. Cái này sở kiếm thu thật là là quá mức cuồng vọng. Dù cho thực lực so nghiêm phương võ giả cường đại, cũng không dám chỉ bằng vào tay không liền tiếp nghiêm phương một kiếm này mọi người đã có thể đoán trước đến sở kiếm thu toàn bộ bàn tay đều sẽ bị nghiêm phương kiếm ý cho xoắn nát nghiêm phương đối với sở kiếm thu một cử động kia cũng là cả kinh ngây dại nhưng nàng trong lòng tiếp đó cười lạnh một tiếng tất nhiên sở kiếm thu chủ động tự tìm cái chết thì nên trách không thể nàng nghiêm phương tiếp tục thẳng tiến không lùi mà hướng sở kiếm thu trên thân đâm tới tại trong chớp mắt nghiêm phương kiếm rất nhanh liền cùng sở kiếm thu ngón tay gặp nhau Chương 749 chấn kinh toàn trường. 3. Một tiếng vang nhỏ, nghiêm phương trường kiếm cuối cùng cùng sở kiếm thu ngón tay gặp. Nhau, chỉ có điều cùng mọi người đoán trước bất đồng chính là. Sở kiếm thu tay chẳng những không có bị nghiêm phương kiếm ý xoắn nát. Nghiêm phương kiếm ngược lại bị sở kiếm thu hai ngón kẹp lấy. Đám người nhìn thấy một màn này. Lập tức chấn kinh đến há to miệng không khép lại được, đây là giả A. Vẫn là bọn hắn không có tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ. Trong mọi người kinh hãi nhất không gì bằng Nghiêm Phương bản thân. Nàng vốn cho rằng một kiếm này phía dưới, sở kiếm thu không chết cũng phải trọng thương. Lại nghĩ không ra trường kiếm bị sở kiếm thu hai ngón kẹp lấy, giống như mọc rễ đồng dạng. Nghiêm Phương vận khởi toàn thân chân nguyên dùng sức ra bên ngoài nhổ. Nhưng mà nàng cơ hồ đem u sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra thanh trường kiếm kia tại giữa ngón tay của sở kiếm thu vẫn là không nhúc nhích tí nào sở kiếm thu nhàn nhạt nhìn xem dùng sức rút kiếm nghiêm phương ánh mắt hờ hững nói ta cũng không biết ngươi là thực sự ngu xuẩn hay là thật chưa từng nghe qua ta tại bên trong bí cảnh kinh nghiệm liền ngươi ngẩn ấy thực lực thế mà cũng dám tới tìm ta phiền phức trong đầu ngươi chăng cũng là phân sao sở kiếm thu tâm tình lúc này thật không tốt cho nên hắn mắng cũng rất không khách khí, Nghiêm Phương nghe được Sở Kiếm Thu lời này. Lập tức mặt đỏ lên, trong lòng vừa tức vừa buồn bực lại xấu hổ. Tăng thêm trong lòng khẩn trương phía dưới, đầu đầy mồ hôi chảy dòng dòng xuống. Bây giờ cách phòng nhã có thể xuất lĩnh những đệ tử kia trở về Thượng Thanh Tông đã hơn 2 tháng, tại trong hơn 2 tháng này, Sở Kiếm Thu tại trong bí cảnh sự tích cũng sớm đã truyền đi xôn xao, Nghiêm Phương dù cho tin tức lại bế tắc cũng không khả năng chưa nghe nói qua những tin tức này chỉ có điều nghiêm phương mặc dù nghe nói những tin tức này cũng không có quá coi ra gì bởi vì cái này sự tích truyền đi thực sự quá thần cho nên để cho người ta căn bản không thể tin được nghiêm phương càng nhiều vẫn là cho rằng những đệ tử kia cố ý đem cái này sự tích cho phóng đại nếu như bọn hắn tại trong bí cảnh thật sự gặp phải khổng lồ như vậy hung hiểm bọn hắn nơi nào còn có thể sống sót những người này chỉ có điều vì ra vẻ mình cao lớn cho nên mới cố ý khuếch đại cái này sự tích mà thôi một cái nguyên đan cảnh bát trọng võ giả lại có thể cùng thiên cương cảnh ngũ trọng quái vật chống lại hơn nữa còn có thể chém giết thần biến cảnh đại năng lời này như thế nào nghe như thế nào hoang đường quả thực là trượt thiên hạ chi đại kê nếu như nguyên đan cảnh bát trọng võ giả đều có thể chém giết thần biến cảnh đại năng vậy nàng chẳng phải là có thể chém giết tôn gia cảnh đại năng kỳ thực thượng thanh tông nghe đến mấy cái này sự tích đại bộ phận đệ tử đều cùng nghiêm phương một dạng khịt mũi coi thường căn bản cũng không tin tưởng loại này hoang đường vô cùng sự tính cũng chính bởi vì những đệ tử này đại bộ phận cũng không tin sở kiếm thu sự tính cho nên lần này mới có nhiều như vậy đệ tử tới vây xem mục đích đúng là vì xem kịch bọn hắn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này có thể chém giết thần biến cảnh đại năng sở kiếm thu rốt cuộc thật hay không giống theo như đồn đại như vậy thần sở kiếm thu đang nói ra lời nói kia sau đó hai ngón hơi dùng sức đinh một tiếng vang nhỏ nghiêm phương trong tay thanh trường kiếm kia lập tức tại sở kiếm thu hai ngón phía dưới bể thành vô số mảnh vụn nghiêm phương trường kiếm trong tay bị bóp nát đồng thời, Nghiêm Phương lập tức cảm giác một cỗ đại lực theo tan vỡ trường kiếm truyền tới. Nặng nề mà đâm vào trên người nàng. Phốc một tiếng, cơ thể của Nghiêm Phương giống như gặp trọng chùy chỗ kích, hướng phía sau bay thẳng ra ngoài. Ở giữa không trung một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra, cơ thể của Nghiêm Phương hướng phía sau bay thẳng ra trên trăm trượng, ngã xuống đất hồi lâu không bò dậy nổi. Sở Kiếm Thu nhàn nhạt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi nghiêm phương một mắt lãnh đạm nói lần này chỉ là đối với ngươi hơi thi cảnh cáo nhẹ lần sau còn dám lại tới cố tình gây sự liền không phải như vậy xuống trang nói đi Sở Kiếm Thu liền nhìn cũng không có nhìn những cái kia bốn phía chung quanh quan đệ tử một mắt quay người đi vào viện tử của mình bên trong lưu lại một đám cơ hồ kinh điệu cái cầm đám người những người này vốn là sang đây xem sở kiếm thu chê cười lại nghĩ không ra sở kiếm thu thực lực thật sự cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi như thế chuyện phát sinh trước mắt cho bọn hắn sung kích thực sự quá lớn khiến cho bọn hắn hiện tại cũng còn không có lấy lại tinh thần tại xa xôi trên bầu trời một đạo áo đen ôm kiếm thân ảnh đang lẳng lặng mà nhìn xem một màn này nghiêm phương có thể nhanh chóng như vậy mà biết sở kiếm thu trở về tin tức không thể thiếu bọn hắn những người này ở đây sau lưng trợ giúp đối với liên quan tới sở kiếm thu những cái kia truyền ngôn ngũ khải ca mặc dù không có tin hết nhưng cũng không có giống nghiêm phương những đệ tử này như thế hoàn toàn khịt mũi coi thường nhất là hôm qua sở kiếm thu tại đối mặt bốn tên thập đại chân truyền lúc biểu hiện ra thái độ thật là là quá mức bình tĩnh ngũ khải ca tự hỏi cùng sở kiếm thu đổi chỗ mà chỗ cũng căn bản không cách nào làm đến như sở kiếm thu bình tĩnh như vậy sở kiếm thu có biểu hiện như vậy hoặc là sở kiếm thu cố lộng huyền hư cố ý trêu đùa bọn hắn những người kia hoặc là sở kiếm thu thật có khó lường át chủ bài càng là đoán không ra sở kiếm thu hư thực ngũ khải ca đám người trong lòng thì càng khó sao nếu như sở kiếm thu trên thân thật có cái kia đủ để chém giết thần biến cảnh đại năng đòn sát thủ bọn hắn về sau đối phó sở kiếm thu thời điểm liền muốn bao dài một cái lòng dạ bằng không chết cũng không biết chết như thế nào ngũ khải ca vốn cho rằng nghiêm phương có thể nhô ra sở kiếm thu át chủ bài lại nghĩ không ra sở kiếm thu thực lực thế mà cường đại như thế liền thiên cương cảnh tứ trọng nghiêm phương ở trước mặt của hắn đều không chịu nổi một kích đi qua hôm nay một màn này sau ngũ khải ca càng thêm cảm thấy sở kiếm thu uy hát iota chi lớn ngũ khải ca từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến lực như thế biến thái người. Đừng nói là hắn, thập đại chân truyền bên trong bất kỳ một cái nào tại sở kiếm thu cảnh giới. Trước mắt thời điểm, đều không làm được sở kiếm thu tình trạng này. Lấy sở kiếm thu vừa rồi triển hiện ra thực lực. Muốn giết nghiêm phương loại này thiên cương cảnh tứ trọng võ giả so giết gà khó khăn không? Được quá nhiều, tất nhiên một cái nghiêm phương thăm dò không ra sở kiếm thu sâu cạn vậy thì cho sở kiếm thu phía dưới mạnh hơn thuốc. Bất quá ngũ khải ca cũng không tính sông lên phía trước nhất. Hắn biết hôm nay giống như chính mình núp trong bóng tối người quan sát không phải số ít. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ra tay, không cần đến mình tại phía trước sông pha chiến đấu. Bây giờ sở kiếm thu bị các phương thế lực nhìn chăm chăm. Tùy tiện ra tay rất dễ dàng bị thế lực khác để mắt tới, đừng đến lúc đó thịt dê chưa ăn phản gây một thân tao, đối thủ của mình nhưng đồng dạng không thiếu. Thượng Thanh Tông nội bộ có thể xa xa không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đủ loại đỉnh núi mọc lên như rừng, cho dù bọn họ thập đại chân truyền ở giữa. Cũng không phải là liền hòa bình ở chung. Cơ hồ mỗi người đều đang đợi lấy chảo đối phương nhược điểm. Kỳ thực không chỉ mình Thượng Thanh Tông. Mỗi một cái tông môn tình huống đều không khác mấy, bởi vì mỗi cái tông môn tài nguyên cũng là có hạn vì tranh đoạt những thứ này có hạn tài nguyên mỗi người đều biết tiến hành tàn khốc minh tranh ám đấu nhất là đối với bọn hắn những thứ này ở vào tông môn đỉnh phong thiên tài tới nói tiêu hao tài nguyên càng thêm cực lớn tài nguyên phân phối bao nhiêu có thể liền quyết định lấy bọn hắn võ đạo có thể đi đến bao xa sở kiếm thu trên thân một gốc lục giai linh dược liền dẫn tới to lớn như vậy phong ba chính là một cái ví dụ rất tốt Chương 750 đông quách lạnh tâm tư, không phải mỗi cái tông môn đệ tử cũng giống như trước mắt Huyền kiếm tông đệ tử vận tốt như. Vậy, chỉ cần tích lũy đầy đủ quân công, liền có thể hối đoái bất kỳ tài nguyên. Đến nỗi tài nguyên nơi phát ra sự tình, tự nhiên do Sở kiếm thu một tay giải quyết. Căn bản là không cần đến bọn hắn lo nghĩ, đương nhiên. Hạ U Hoàng U Hoàng các đang kiếm tiền phương diện đối với Huyền kiếm tông cũng có trợ giúp rất lớn còn tốt sở kiếm thu trước đây thu hoạch bay vân tông dược phong trên đỉnh núi cái kia mấy chục gốc lục giai linh dược dùng chính là âu dương uyên diện mạo mà sở kiếm thu tại thạch lâm đáy hồ cùng với đang bay vân tông chân bảo các trong đan thất thu hoạch những đan dược kia lại không người biết được nếu như bị người khác biết sở kiếm thu trên thân còn có kinh người như thế tài phú tài nguyên còn không biết nhắc lên cỡ nào cực lớn phong ba chỉ sợ đến lúc đó liền không chỉ mình là thượng thanh tông nội bộ phiền toái khả năng rất lớn liền nam châu liên minh những tông môn khác thậm chí huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc đều phải đem chú ý đánh tới sở kiếm thu trên đầu đến lúc đó dù cho sở kiếm thu trên thân thật có chém giết thần biến cảnh đại năng đòn sát thủ đều không nhất định giữ được sở kiếm thu tính mệnh bởi vì những bảo vật kia đối với võ giả sức hấp dẫn thực sự quá lớn nhất là đối với những cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong cùng thần biến cảnh đại năng. Đây cũng chính là Sở Kiếm Thu Liền Huyền Kiếm Tông người đều phải che giấu nguyên nhân. Bởi vì những chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, vô luận là đối với Sở Kiếm Thu chính mình, vẫn là đối với Huyền Kiếm Tông, đó đều là hậu quả nặng nề. Tại những cái kia người vây xem trong bụi rậm, Đông Quách Lãnh cũng tại trong đó, vốn là Đông Quách Lãnh tại đột phá thiên cương cảnh sau, Lòng tin tràn đầy, còn tính toán đợi Sở Kiếm Thu trở lại tông môn sau. Lập tức tìm Sở Kiếm Thu phân cao thấp, bất quá tại nhìn thấy vừa rồi Sở Kiếm Thu triển hiện ra thực lực sau đó, hắn lại không khỏi có mấy phần do dự, mặc dù đánh bại Nghiêm Phương, hắn cũng hoàn toàn có thể làm được, nhưng mấu chốt là hắn không biết Sở Kiếm Thu vừa rồi đến tột cùng thể hiện ra mấy phần thực lực. Nếu như Sở Kiếm Thu thực lực quá mạnh mẽ mà nói, vậy hắn tìm sở kiếm thu đấu sự tình liền muốn hảo hảo mà cân nhắc một chút cũng không phải hắn lo lắng đánh không lại sở kiếm thu mà là sợ sở kiếm thu thực lực quá mạnh buộc hắn sử dụng đòn sát thủ tới hắn tại trong bí cảnh lấy được cơ duyên to lớn giống vậy vô cùng bởi vì hắn cùng doãn cao kiệt trước đây cùng đám người đi không phải cùng một cái con đường cái này khiến hắn cùng doãn cao kiệt hai người độc chiếm một phần không thua bay vân tông di chỉ cơ duyên, kỳ thực nói là hai người lấy được phần kia cơ duyên. Nhưng mà đại đa số cơ duyên vẫn là đã rơi vào Đông Quách Lãnh trong tay. Doãn Cao Kiệt làm vì hắn tùy tùng, căn bản không dám cùng hắn cướp. Bởi vì trên thân có dấu to lớn như vậy bí mật. Đông Quách Lãnh căn bản cũng không dám để cho trên người mình những bí mật này tiết lộ ra. Ngoài, hắn biết rõ chính mình lấy được cơ duyên kinh khủng, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình khó đảm bảo chỉ có chờ thực lực của mình trưởng thành đến trình độ nhất định thời điểm mới có thể hiển lộ chính mình lấy được cơ duyên đông quách lãnh lấy được chỗ kia cơ duyên chẳng những bao quát số lớn công pháp võ học còn có pháp bảo đan dược thiên tài dị bảo các loại cực kỳ bảo vật chân quý hắn lấy được những cơ duyên này hoàn toàn đủ để trèo chống hắn đột phá đến thần biến cảnh thậm chí sung kích tôn giả cảnh đều chưa hẳn không có hy vọng vì cùng sở kiếm thu nhất thời đánh nhau vì thể diện mà bại lộ lai lịch của mình cái này thật là quá uổng phí đang hiểu rõ sở những chuyện này sau đó đông quách lãnh liền lặng lẽ rời đi sở kiếm thu sơn phong quyết định tạm thời trước tiên không trêu chọc sở kiếm thu trước hết để cho sở kiếm thu uy phong một hồi đợi đến chính mình thần công đại thành thời điểm còn sợ không có cơ hội đánh bại hắn sao Nghiêm hiểu biết mới vốn là diễu võ dương oai đi theo tỷ tỷ của mình đi tới sở kiếm thu trước. Cửa viện muốn đợi đến tỷ tỷ mình đánh bại sở kiếm thu sau, hảo hảo mà làm nhục hắn một trận. Báo đáp mấy cái tháng trước mình bị sở kiếm thu kém chút phế bỏ sỉ nhục. Chỉ là đợi đến nhìn thấy nghiêm phương bị sở kiếm thu dễ dàng sau khi đánh bại. Nghiêm hiểu biết mới cơ hồ sợ vỡ mật toàn thân run rẩy run rẩy không ngừng ngay cả mình tỉ tỉ trọng thương ngã xuống đất cũng không dám tiến lên đỡ thẳng đến sở kiếm thu quay người đi vào viện tử sau đó qua hơn nửa ngày nghiêm hiểu biết mới mới kinh hồn chưa định mà lấy lại tinh thần liền vội vàng tiến lên đỡ dậy tỉ tỉ của mình hốt hoảng chật vật rời đi sở kiếm thu cư trú sơn phong theo sở kiếm thu trở về viện tử của mình bên trong những người vây xem kia nhóm cũng lần lượt tán đi sau ngày hôm nay Sở Kiếm Thu xem như chân chính nhất chiến thành danh. Đối với Sở Kiếm Thu tại trong bí cảnh những truyền thuyết kia sự tích rốt cuộc thật hay không? Đám người không biết, nhưng mà Sở Kiếm Thu có vô cùng cường đại thực lực lại là cố định sự thật. Lần này sự kiện đi qua, rất nhiều nguyên bản đối với Sở Kiếm Thu người trong lòng có quỷ cũng. Hơi thở ý nghĩ của mình, lấy Sở Kiếm Thu triển hiện ra thực lực. Người bình thường thật đúng là không dám lên đi chịu chết mà giống thập đại chân truyền dạng này cường giả đỉnh cao. Bởi vì có trưởng lão hội cùng mệnh lệnh của đại trưởng lão. Bọn hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh của đại trưởng lão trắng trợn công nhiên tìm sở kiếm. Thu phiền phức, kỳ thực Nghiêm Phương sở dĩ dám đi tìm sở kiếm thu tính sổ sách. Cũng là bởi vì không biết mệnh lệnh của đại trưởng lão. Mệnh lệnh của đại trưởng lão càng nhiều ước thúc chính là thượng thanh tông cao tầng đến nỗi đối với người phía dưới căn bản là không có thông báo sự tất yếu đại trưởng lão sở dĩ không để cho đường thanh niên đem đạo mệnh lệnh này tung ra ngoài kỳ thực cũng là cố ý hành động nếu như người người đều biết đạo mệnh lệnh này mà nói sẽ không có người dám can đảm tìm sở kiếm thu phiền phức như vậy sở kiếm thu tại thượng thanh tông trưởng thành liền sẽ quá mức thuận lợi một người nếu như lớn lên quá mức thuận lợi, rất khó trở thành một cường giả chân chính. Đại trưởng lão cùng trưởng lão hội làm như vậy. Cũng là cố ý để cho sở kiếm thu tiếp nhận càng nhiều ma luyện hơn nữa nếu là đại trưởng lão. Thật muốn làm như vậy, chỉ sợ cái kia quyết nghị cũng rất khó thông qua. Thượng thanh tông nội bộ đủ loại thế lực rắc rối phức tạp. Đại trưởng lão đạo kia mệnh lệnh ước thúc đỉnh sức mạnh bọn hắn không có dị nghị bởi vì đỉnh lực lượng trực tiếp giao phong đối với thượng thanh tông thiệt hại quá lớn rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy cục diện này bởi vì đối bọn hắn bản thân tới nói nếu như vậy làm vô luận là đối bọn hắn vẫn là đối với thượng thanh tông đều không chịu đựng nổi hậu quả như vậy mà bọn hắn mỗi một phe đều lại có ích lợi của mình tố cầu sở kiếm thu theo trong bí cảnh mang ra tài phú quá nhiều Mỗi một phe thế lực đều nghĩ, từ Sở Kiếm Thu trên thân cắn một miếng thịt xuống. Nếu như triệt để cấm tiệt người khác đi tìm Sở Kiếm Thu phiền phức, cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn tố cầu, bọn hắn sẽ không đi tranh đoạt giống Lục giai. Linh dược dạng này khoai lang bỏng tay, nhưng mà nghe nói Sở Kiếm Thu tại trong bí cảnh chỉ là bán linh phù liền chộp lấy số lớn tài. Nguyên tài phú, những tư nguyên này tài phú bọn hắn chỉ cần lấy được một tia cũng đủ để khiến cho bọn hắn thực lực đại trướng sở kiếm thu trên thân có tài phú thật sự là quá mê người không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc những cái kia cao cấp linh dược pháp bảo khoáng thạch kỳ vật chân quý dị bảo đặt ở trong nam châu không có chỗ nào mà không phải là chân bảo hiếm thế nhưng mà tại sở kiếm thu trên thân lại nắm giữ nhiều lắm không tưởng nổi sở kiếm thu tự mình một người cũng không cách nào tiêu hao như thế lượng lớn bảo vật nên lấy ra một chút cho bọn hắn. Chương 751 Ô Mạc. Vạn Thành Đá bên ngoài, Huyền Kiếm Tông các đại quân doanh trước mặt vẫn là người đông nghìn. Nghịt, mặc dù Tùng Đào Quốc Tông phái liên minh những cái kia võ giả số đông bị đào thải đi dự bị. Doanh, nhưng mà tại Huyền Kiếm Tông đem chiêu binh lệnh tung ra ngoài sau đó, Tùng Đào Quốc phụ cận Vương quốc bên trong võ giả cũng nhao nhao chạy đến báo danh tham gia. Khảo hạch, Huyền Kiếm Tông cùng U Lương Quốc chiến tranh phát sinh sau. Đưa tới phụ cận mấy chục cái vương quốc chú mục, dù sao U Lương Quốc là huyết ảnh liên minh. Thượng đẳng nước phụ thuộc thực lực không thể khinh thường. Mà Huyền Kiếm Tông vốn là chỉ là một cái danh bất kinh truyền thế lực nhỏ. Lại này thế lực nhỏ thế mà dám can đảm cùng U Lương Quốc khai chiến. Nguyên bản là gây nên không thiếu vương quốc hứng thú mặc dù huyền kiếm tông thông qua u hoàng cắt tại phụ cận mấy chục cái trong vương quốc cũng coi. Như là có chút danh tiếng, nhưng mà không có bất kỳ người nào cho rằng huyền kiếm tông có thể. Cùng u lương quốc loại quái vật khổng lồ này so sánh. Cho nên khi cuộc chiến tranh kia bộc phát sau, cũng không có bất luận cái gì vương quốc xem trọng huyền kiếm tông, đại đa số vương quốc đều cho. Rằng huyền kiếm tông cùng u lương quốc khai chiến không khác lấy trứng trọi đá. Rất nhanh sẽ bị U lương quốc hủy diệt. Nhưng mà nghĩ không ra trận chiến tranh này đánh đánh liền nửa năm. Phía trước 3 tháng huyền kiếm tông mặc dù rơi xuống hạ phong. Nhưng mà cuối cùng vẫn miễn cưỡng trèo trống, mà phía sau 2 tháng này. Huyền kiếm tông lại như kỳ tích chuyển bại thành thắng. Đánh U lương quốc cơ hồ vô chiêu đỡ chi công. Theo huyền kiếm tông giành thắng lợi. Huyền kiếm tông kỳ hạ U hoàng các cũng ở đây chút trong vương quốc cấp tốc khoách trương, bởi vì. U Hoàng các vật phẩm hàng đẹp giá rẻ. Cái này khiến U Hoàng các đồ vật tại những này trong vương quốc cực được hoan nghênh. U Hoàng các bên trong những đan dược kia, pháp bảo. Bởi vì có sở kiếm thu bố trí ở dưới đan phù trận cùng khí phù trận. Vô luận là luyện chế xác xuất thành công vẫn là hiệu suất đều cực đại đề cao. Cho nên luyện chế chi phí giảm xuống rất nhiều. Cái này khiến U Hoàng các bán ra đồ vật so khác thương hội bán ra bảo vật ở phương diện giá cả lợi ích thực tế nhiều lắm hơn nữa u hoàng các bên trong còn ra bán đủ loại độc nhất vô nhị linh phù cùng trận pháp những thứ này linh phù cùng trận pháp công năng thần diệu vô biên rất nhiều cũng là khác thương hội không có cái này khiến u hoàng các tại trong mỗi vương quốc võ giả được hoan nghênh hơn theo u hoàng các tại những này trong vương quốc cấp tốc khoách trương huyền kiếm tông danh khí cũng dần dần lưu truyền đến những thứ này trong vương quốc những võ giả này cũng dần dần hiểu được huyền kiếm tông đãi ngộ phong phú lại thêm nửa năm gần đây huyền kiếm tông cùng u lương quốc ở giữa đại chiến chi tiết dần dần lưu truyền ra cái này khiến rất nhiều võ giả đối với huyền kiếm tông hướng tới không thôi bây giờ nghe huyền kiếm tông gần nhất tại chiêu binh những võ giả này lập tức nhao nhao không xa trăm vạn dặm mà hướng tùng đào quốc chạy tới minh đạt vương quốc ninh nguyên thành nắng chiều dư quang đang chiếu vào cái kia phồn hoa đường đi ô mạc đem một ngày khổ cực thu thập mà đến khoáng thạch giao phó cho chủ gia đổi lấy ít ỏi thù lao ô mạc xuất thân thấp hèn hơn nữa tu vi không cao tại ninh nguyên thành loại này phồn hoa trong thành trí chỉ có thể thông qua vì người khác cắn khổ dịch mà sống ô mạc lấy ra cái kia ít ỏi đến đáng thương linh thạch quay người rời đi ô mạc đại ca tại Ô Mạc đang muốn lúc rời đi, sau lưng bỗng nhiên một thanh âm gọi hắn lại. Ô Mạc xoay người lại, nhìn thấy một cái 16-17 tuổi thiếu niên đang hướng hắn bên. Này chạy tới, thiếu niên mặc dù quần áo tả tơi. Nhưng mà một đôi mắt lại tràn đầy tung bay thần thái. Lục huynh đệ, ô mạc nhìn thấy gã thiếu niên này lúc. Đen thui trên mặt lộ ra một nụ cười, thiếu niên tên là Lục Phi Bạch. Là hắn tại Ninh Nguyên Thành bằng hữu duy nhất thiếu niên lục phi bạch chạy đến trước người hắn, mặt mũi tràn đầy vui mừng địa nói, ô, mạc đại ca, người nghe nói sao, tùng đào quốc huyền kiếm tông đang tại chiêu binh, ô, mạc gật đầu nói, biết, tùng đào quốc ngay tại minh đạt vương quốc phía bắc, mặc dù khoảng cách ninh nguyên thành có mười mấy vạn giảm, nhưng mà gần nhất huyền kiếm tông thanh danh vang dội hơn nữa theo u hoàng các khoách trương. Tại phụ cận mấy chục cái vương quốc cơ hồ không có ai chưa nghe nói qua huyền kiếm tông chúng ta nhanh chóng thu thập một chút lập tức lên đường đi tùng đào quốc nói đến lời này lúc lục phi bạch minh sáng trong đôi mắt tràn đầy tung bay thần thái cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt lấp lánh là một loại ánh sáng hy vọng ô mặc nghe nói như thế không khỏi nghi hoặc nói chúng ta đi tùng đào quốc làm gì tham già huyền kiếm tông chiêu binh a à, chẳng lẽ chúng ta muốn như vậy cắn khổ dịch cả một đời sao lục phi bạch quơ quơ quả đấm đạo hắn đã sớm chỉ muốn thoát khỏi loại này vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng hắc ám gian khổ thời gian ô mạc nghe vậy không khỏi trần chờ nói bằng vào chúng ta tư chất có thể thông qua huyền kiếm tông khảo hạch sao bọn hắn cũng không phải là không có thử đi gia nhập vào một ít tông môn thế lực chỉ có điều những tông môn kia thế lực cuối cùng đều bởi vì bọn họ tư chất quá kém mà đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa lục phi bạch tư chất còn tốt một điểm đến nỗi ô mạc tư chất đơn giản nát vụn đến khó coi nếu như không phải dựa vào một cỗ vô cùng bền bỉ nghị lực ô mà căn bản không có khả năng bước vào võ đạo một đường chớ đừng nói chi là có thể đột phá đến hóa hải cảnh chúng ta không thử một chút làm sao biết không thể thông qua nghe nói huyền kiếm tông khảo hạch cũng không coi trọng tư chất nói không chừng chúng ta liền thông qua được đâu lục phi bạch nói đạo ô mạc nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đáp ứng xuống đích xác thử một lần đối bọn hắn lại không có cái gì chỗ xấu, vạn nhất thông qua được. Vận mệnh của bọn hắn thì sẽ từ này cải thiện. Về sau cũng không cần thông qua làm loại khổ này dịch để duy trì sinh kế. Vậy cứ thế quyết định, chúng ta buổi tối hôm nay thu thập một phen. Sáng sớm ngày mai liền lên đường, lục phi bạch nhảy dựng lên, hưng phấn nói. Tại tùng đào quốc phụ cận mấy chục cái vương quốc bên trong, không thiếu giống ô mạc. Lục Phi bạch dạng này võ giả nghe được Huyền kiếm tông chiêu binh tin tức sau đó, cũng đều nhao nhao hướng về Tùng Đào quốc chạy tới. Lúc Huyền kiếm tông gióng trống khua chiêng hướng ngoại giới chiêu binh. Bên trong bị trục xuất tới dự bị doanh tông phái liên minh võ giả thì tại Liều Mạng tu luyện. Bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ chính thức tiến vào Huyền kiếm tông các đại quân doanh cơ hội. Huyền kiếm tông thế nhưng là đã buông lời bọn hắn những thứ này dự bị doanh bên trong võ giả trong vòng nửa năm nếu như còn không thông qua khảo hạch thì toàn bộ biếm đến tạp dịch trong doanh đi tạp dịch doanh không cần nghĩ đều biết là một cái dạng gì chỗ làm là khổ nhất công việc nặng nhọc nhất lại hưởng thụ ít nhất tài nguyên không có bất kỳ người nào muốn bị biếm đến tạp dịch doanh nếu như bị giáng chức tới đó đời này thì tính như xong rồi Lúc này cho dù là nhất là lười biếng người đều đánh lên 12 phần tinh thần tới tu. Luyện đương nhiên, bọn hắn tu luyện không phải mình cảnh giới tu vi. Mà là ý chí của mình, bởi vì tại trong khảo hạch huyền kiếm tông. Tu vi cao ngay cả dùng rắm cũng không có. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng là chân chính thấy được huyền kiếm tông võ giả thực. Lực khủng bố, một cái thấp hơn hai ba cái cảnh giới huyền kiếm tông võ giả, có thể dễ dàng vượt biên quật ngược cao hết mấy cái cảnh giới tùng đào quốc tông phái liên minh. Võ giả, cho tới bây giờ, bọn hắn mới nhận thức đến nguyên lai huyền kiếm tông nói bọn hắn là giấy rán. Quân đội cũng không có oan uổng bọn hắn. Bọn hắn những thứ này bằng vào đan dược trồng lên tới võ giả. Tại chính thức trong thực chiến cùng những cái kia như lang như hổ huyền kiếm tông tướng sĩ can. Bản không cách nào so. mươi 752 phương án mới vì để cho bọn hắn tu luyện huyền kiếm tông còn đặc biệt vì bọn hắn dự bị doanh bố trí mấy cái kiếm ý tôi thể đại trận thế là trong dự bị doanh cơ hồ mỗi ngày đều phát ra quỷ khóc sói gào âm thanh những người này vì thông qua khảo hạch cũng không thể không liều mạng bất quá tại trải qua mấy lần tại kiếm ý tôi thể đại trận bên trong tu luyện sau đó những người kia cũng bắt đầu cảm nhận được kiếm ý tôi thể đại trận chỗ tốt tại kiếm ý tôi thể đại trận bên trong tu luyện khiến cho cảnh giới của bọn hắn kiên cố hơn thực, cơ sở nội tình đánh tốt hơn. Mặc dù cảnh giới tu vi đề thăng không lớn, nhưng mà về mặt chiến lực cùng lúc trước so sánh không thể cùng ngày mà nói. Đi qua tại kiếm ý tôi thể đại trận bên trong tu luyện sau đó, mấy người này mới biết Huyền kiếm tông võ giả vì cái gì chiến lực mạnh mẽ như vậy. Tại cùng trong cảnh giới trên cơ bản quét ngang bọn hắn tiếng thông gieo quốc tông phái liên mình võ giả hơn nữa cơ hồ mỗi người cũng có vượt biên mà chiến thực lực bất quá loại tu luyện này phương pháp cũng gian khổ vô cùng bọn hắn trước kia phương thức tu luyện cùng loại tu luyện này phương thức so ra đơn giản chính là tuyệt vời hưởng thụ vạn thạch thành trong nghị sự điện bạch y sở kiếm thu triệu tập các đại quân danh chủ tướng hỏi thăm có liên quan chiêu binh tình huống đầu tiên là thần tiễn quân lương nhạn linh bắt đầu hồi báo đi qua cái này hơn một tháng chiêu mộ thần tiễn quân thế mà chỉ tuyển được một vạn người tăng thêm phía trước tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh võ giả chọn lựa cái kia một vạn người thần tiễn quân hết thảy chỉ tuyển được hai vạn người khoảng cách thần tiễn quân mười vạn biên chế còn kém xa lắm bạch y sở kiếm thu nghe được kết quả này không khỏi nhíu mày một cái đầu nói thời gian dài như vậy như thế nào chỉ tuyển được chút người như vậy hắn nhưng là rất rõ ràng mỗi ngày đi tới vạn thạch thành các phương võ giả ít nhất đều có bốn năm vạn người kể từ huyền kiếm tông tuyên bố chiêu binh lệnh một tháng này đến nay tuần tự đi tới vạn thạch thành võ giả cao tới hơn một trăm vạn lương nhạn linh mặt không thay đổi nói những người này thật sự là quá kém liền cơ bản nhất khảo hạch đều không thông qua chiêu tiến quân trong doanh trại thì có ích lợi gì bạch y sở kiếm thu liếc mắt nhìn lương nhạn linh trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ cùng lương nhạn linh ở chung mấy năm qua này hắn làm sao không biết lương nhạn linh tính cách này nương môn quật đến rất nàng nhận định đồ vật ngay cả bạch y sở kiếm thu đều cầm nàng không thể làm gì mấy năm qua này chấp trưởng thần tiễn quân khẩu vị của nàng sớm đã bị thần tiễn quân võ giả tố chất cực cao dưỡng kén ăn nơi nào còn để ý võ giả bình thường Nàng cũng không nghĩ một chút từ lúc sớm nhất bắt đầu. Thần Tiễn Quân võ giả còn không một dạng cũng cùng võ giả bình thường một cái trình độ. Chỉ có điều trải qua Huyền Kiếm Tông cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Cùng với vô số lần chiến tranh tẩy lễ sau đó, Thần Tiễn Quân mới trưởng thành cho tới bây giờ trình độ này. Lấy Thần Tiễn Quân tiêu chuẩn đi đánh giá võ giả bình thường. Lại có bao nhiêu võ giả có thể đạt nhận được tiêu chuẩn? chẳng thể trách cái này hơn một tháng thời gian thần tiễn quân mới chỉ tuyển được một vạn người bất quá bạch y sở kiếm thu cũng không có can thiệp thần tiễn quân chiêu binh tiêu chuẩn dù sao lương nhạn linh mới là thần tiễn quân thống soái thần tiễn quân sự tình tự nhiên do chính nàng tới quyết định bạch y sở kiếm thu thế là liền ngược lại hỏi thăm khác quân doanh chiêu binh tình huống nhưng mà khi nghe đến khác tình huống trại lính sau đó Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi có chút im lặng, bởi vì những người này chiêu binh tiêu chuẩn trên cơ bản đều cùng thần tiễn quân cơ bản giống. Nhau, đêm tối doanh thậm chí so với thần tiễn quân tiêu chuẩn còn càng thêm khắc nghiệt. Cái này khiến các đại quân doanh chiêu binh tình huống đều rất không lý tưởng, nhìn thấy loại tình huống này, Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng không có đi để cho những cái kia quân doanh chủ tướng thay đổi chiêu binh tiêu chuẩn, mà là thay đổi chiêu binh sách lược dựa theo trước mắt loại tình huống này đến xem huyền kiếm tông muốn trong ngắn hạn tuyển nhận đến thích hợp nguồn mộ lính là không thể nào bạch y sở kiếm thu để cho các đại quân doanh thống nhất định ra chiêu binh tiêu chuẩn tiếp đó liên hợp thiết lập một cái chiêu binh chỗ chuẩn bị trường kỳ đối ngoại chiêu binh những cái kia thông qua chiêu binh chỗ thiết lập khảo hạch cửa ải võ giả lại từ các đại quân danh chọn lựa cứ như vậy có thể tiết kiệm một số người lực vật lực bởi vì bạch y sở kiếm thu thu đến đêm tối doanh tình báo, u hi mượn binh đã thành công. Đang cùng đỏ báo vương quốc 10 vạn đại quân tinh nhuệ đi tiếng thông gieo quốc đường biên giới. Song phương ngưng chiến cục diện chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chiến đấu sắp lần nữa khai hỏa, huyền kiếm tông các đại quân doanh tự nhiên cũng muốn kết thúc. Chỉnh đốn, đi đường biên giới, không có nhiều như vậy thời gian nhàn hạ chiêu binh. Bạch y sở kiếm thu đưa ra đề nghị này sau đó các đại quân doanh chủ tướng tự nhiên không có dị nghị bọn hắn đã sớm không kiên nhẫn chiêu binh loại công việc này cả ngày đối mặt những cái kia yếu gà bọn hắn bây giờ không có cái gì kiên nhẫn bạch y sở kiếm thu đưa ra thành lập chiêu binh chỗ bọn hắn cầu còn không được đến lúc đó trực tiếp từ chiêu binh chỗ lĩnh người loại phương pháp này đơn giản tiện lợi bọn hắn đã sớm ước gì làm như vậy cho nên bạch y sở kiếm thu cái phương án này vừa nói ra mọi người nhất thời nhao nhao vỗ tay bảo hay liền lương nhạn linh trên mặt đều lộ ra vẻ tê cười chẳng qua là khi bạch y sở kiếm thu hỏi ai nguyện ý đảm nhiệm chiêu binh chỗ người chủ sự những tướng lãnh kia trong nháy mắt liền không lên tiếng từng cái hoặc thuận theo cúi đầu hoặc trái phải nhìn chung quanh hoặc là đem chơi móng tay thật giống như không có nghe được bạch y sở kiếm thu lời nói Bọn hắn nơi nào chịu làm loại chuyện nhàm chán này? Bọn hắn tình nguyện đến trên chiến trường chém giết, cũng không nguyện ý đối mặt những tay mơ này, Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn thấy một màn này. Sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Nhìn thấy Bạch Y Sở Kiếm Thu cái kia sắc mặt khó coi, đám người càng không dám lên tiếng. Sợ bị bắt tráng đinh, Sở sư huynh, nếu không thì ta tới thử một chút. Lúc. Này một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch y sở kiếm thu hướng về thanh âm kia nhìn qua. Phát hiện là mới vừa đến vạn thạch thành không lâu khoái học chân. Khoái học chân là tả khâu văn thân truyền đệ tử, đã từng là huyền kiếm thập kiệt một trong. Cùng sở kiếm thu tại trong thiên vũ động thiên tăng cộng quá hoạn nạn. Kết xuống qua không tiểu nhân hương hòa tình. Phía trước hắn một mực tại đại càn vương triều huyền kiếm thành hiệp trợ tả khâu văn xử lý tông. Môn sự vụ đợi đến tả khâu văn đi tới vạn thạch thành sau đó liền lại hiệp trợ tự nhiên xử lý huyền kiếm thành sự vụ. Thẳng đến gần nhất tại dưới chỉ thị tả khâu văn mới đi đến vạn thạch thành. Dự định gia nhập vào huyền kiếm tông một cái nào đó quân doanh. Khói học chân mặc dù xem như tông chủ tả khâu văn thân truyền đệ tử. Nhưng mà tại phương diện chiến công lại cũng không xuất chúng. Tả khâu văn sợ hắn lâu dài tiếp tục như vậy mẫn tại đám người. Này mới khiến hắn đến tiền tuyến đến rèn luyện bởi vì huyền kiếm tông tài nguyên phân phối hoàn toàn là dựa vào chiến công tới hối đoái. Dù cho khoái học chân là đệ tử thân truyền của tông chủ, tả khâu văn cũng không thể bất công quá mức. Muốn thu được chiến công, đi tới tiền tuyến gia nhập vào một cái nào đó quân doanh là biện pháp. Tốt nhất, khoái học chân đi tới vạn thạch thành sau đó. Liền đang quan sát các đại tình huống trại lính. Muốn lựa chọn một cái phù hợp quân doanh của mình nhưng mà một phen quan sát tới, khoái học chân ngược lại là phát hiện thích hợp bản thân quân. Danh, nhưng mà tại những cái kia trong quân danh lại không có thích hợp bản thân vị trí, khoái. Học chân dù sao từng là huyền kiếm thập kiệt một trong, có sự kiêu ngạo của mình. Cũng không nguyện ý ở dưới người. Nhưng mà bởi vì hắn trong quân đội tư lịch không đủ, nếu là lên làm một quân chủ đem. Cũng rất khó phục chúng. mươi 753 bảo kiếm phong từ ma luyện ra đang tại khoái học chân tình thế khó xử thời điểm lại vừa vặn gặp được cái này kỳ ngộ chiêu binh chỗ người chủ sự tất nhiên không người nào nguyện ý làm vậy hắn đảm nhiệm vị trí này hẳn là cũng không sẽ chọc cho tới cái gì tranh luận nhìn thấy khoái học chân nguyện ý đảm nhiệm chiêu binh chỗ người chủ sự bạch y sở kiếm thu lập tức đại hỷ khoái học chân là đệ tử thân truyền của tông chủ hơn nữa cùng sở kiếm thu giao tình không tệ mấy năm trước tại thiên vũ động thiên kinh nghiệm khoái học chân làm người như thế nào sở kiếm thu cũng tương đối rõ ràng. Là có thể người tín nhiệm. Khoái học chân dù sao cũng là khi xưa huyền kiếm thập kiệt một trong. Tư chất rất là không tầm thường. Tăng thêm tu luyện lại là cửu tuyệt huyền quang bí điển loại này tuyệt đỉnh công pháp. Bây giờ tu vi đã là nguyên đan cảnh thất trọng cảnh giới. Lấy thực lực cùng thân phận của hắn. Đảm nhiệm chiêu binh chỗ người chủ sự là lại không quá thích hợp đối với khoái học chân đảm nhiệm chiêu binh chỗ người chủ sự khác tướng lĩnh tự nhiên cũng không có dị nghị đã có người chịu chủ động đam hạ cái này nhàm chán việc phải làm vậy cái này oa tự nhiên cũng liền vung không đến trên đầu của bọn hắn bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được ô mà cùng lục phi bạch đi qua hơn một tháng gấp rút lên đường rốt cuộc đã tới tiếng thông gieo quốc vạn thạch thành nhìn thấy vạn thạch thành bên ngoài tụ tập người đông nghìn nghịt Ô mà cùng Lục Phi Bạch quả thực lấy làm kinh hãi. Bọn hắn nghĩ không ra thế mà lại có như thế đông đảo võ giả đi tới Huyền Kiếm Tông tham gia. Khảo Hạch, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Huyền Kiếm Tông đối với mỗi vương quốc bên trong võ giả lực hấp. Dẫn chi lớn, dù sao Huyền Kiếm Tông trong quân doanh đãi ngộ thế nhưng là tại toàn bộ Nam Châu, cơ hồ đều tìm không ra nhà thứ hai. Hai người đi vào trong đám người, bắt đầu nghe ngóng Huyền Kiếm Tông khảo hạch tình huống, khảo hạch này cũng thực sự quá khó khăn a à, đây vẫn là người có thể hoàn thành sao mẹ nó lão tử vừa rồi tiến vào đại trận kia lúc kém chút không có bị đau chết cái này đều cái quái gì đơn giản chính là lấy ra chỉnh người đi 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 chúng ta trở về tính toán liền cái kia nguyên đan cảnh ngũ trọng gia hỏa đều không thông qua khảo hạch chúng ta còn tham gia cái dám nghe được những đám người kia bên trong nói chuyện ô mặc cùng lục phi bạch lại không khỏi một hồi lo lắng liền nguyên đan cảnh ngũ trọng cao thủ cũng không thể thông qua khảo hạch khảo hạch này đến tột cùng khó khăn đến mức nào lấy chính mình cái này khu khu hóa hải cảnh nhất trọng tu vi còn có thông qua khảo hạch hy vọng sao lục huynh đệ chúng ta đây có phải hay không là đến nhầm ô mặc một mặt cười khổ đạo tất nhiên chúng ta cũng đã tới vô luận như thế nào đều phải thử một chút nếu như thực sự không thông qua chúng ta lại rời đi không muộn tốt xấu chúng ta cũng thử qua không đến mức lưu lại hối hận lục phi bạch mắt quang kiên định nói ô mặc nghe nói như thế cũng là gật đầu một cái như là đã tới vậy thì đi được tới đâu hay tới đó cũng không thể một chuyến tay không hai người liền đã đến đội ngũ thật dài đằng sau xếp hàng tới xếp tại phía trước hai người một cái hán từ mặt đen nhìn thấy hai người đi tới lập tức một mặt chê cười địa nói chỉ là hai tên hóa hải cảnh nhất trọng phế vật thế mà cũng vọng tưởng thông qua huyền kiếm tông khảo hạch cũng không tát tát nước tiểu chiếu mình một cái là dạng gì mặt hàng thế gian chắc chắn sẽ có một chút không tự lượng sức người đợi lát nữa khảo hạch sau đó bọn hắn hiểu ý biết đến phế vật trung quy vẫn là phế vật sao có thể cùng chúng ta những thứ này thiên tri kiêu tử làm bạn ở trước mặt đó hán tử mặt đen, một cái người mặc cẩm y thanh niên cũng là một mặt ngạo nghễ. Nhìn xem ô mặc cùng lục phi bạch hai người, cười lạnh diễu cật nói. Ô mặc nghe được hai người này ngôn ngữ, sắc mặt lập tức không khỏi trướng đến một mảnh đỏ bừng. Xấu hổ đến có chút xấu hổ vô cùng, lục phi bạch nhưng là thần sắc như thường. Đối với hai người này chào phúng mắt điếc tai ngơ. Khoái học chân nhìn xem những cái kia vừa tiến vào kiếm ý tôi thể đại trận liền quỷ khóc sói gào võ giả cũng không khỏi một hồi lắc đầu những võ giả này cùng huyền kiếm tông võ giả ở giữa tranh lệch thực sự quá lớn khoái học chân phía trước bởi vì vẫn luôn tại huyền kiếm thành cho nên bạch y sở kiếm thu sáng chế kiếm ý tôi thể đại trận sau đó khoái học chân cũng vẫn không có sử dụng tới bất quá dù cho khoái học chân không có sử dụng tới kiếm ý tôi thể đại trận nhưng mà hắn dù sao cũng là huyền kiếm tông đệ tử huyền kiếm tông phương pháp tu luyện kể từ sở kiếm thu sáng lập thần tiễn quân sau đó cũng đã hoàn toàn thay đổi khoái học chân cũng đồng dạng sớm đã tiến hành mới phương thức tu luyện tăng thêm hắn cũng từng ở thiên vũ động thiên lịch luyện qua chịu qua thiên vũ động thiên kim phong quảng trường tẩy lễ cho nên ý chí đồng dạng vô cùng bền bỉ sau khi hắn đi tới vạn thạch thành kiến thức kiếm ý tôi thể đại trận liền lập tức tiến hành nếm thử, hắn tại lần thứ nhất nếm thử dùng kiếm ý tôi thể đại trận lúc tu. Luyện, liền có thể tại nhất cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong ngây ngốc dòng dã một ngày. Thời gian, đi qua khoảng thời gian này huấn luyện sau đó. Hắn bây giờ lại có thể tại tam cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong ngốc ba canh giờ trở lên. Mà những thứ này tham gia khảo hạch võ giả, có chút cảnh giới tu vi so với hắn đều còn cao khi tiến vào cái này khu khu nhất cấp kiếm ý tôi thể đại trận sau đó lại ngay cả chỉ là thời gian một nén nhang đều không kiên trì nổi đối với những thứ này chỉ có cảnh giới tu vi võ giả khoái học chân hoàn toàn có nắm chắc một kiếm liền đem bọn hắn đánh giết chẳng thể trách lương nhạn linh bọn người không nguyện ý làm cái này chiêu binh chỗ người chủ sự liền hắn đều chướng mắt những thứ này tham gia khảo hạch võ giả thì càng không cần phải nói lương nhạn linh những thứ này đã thành thói quen những cái kia cực kỳ cường hãn huyền kiếm tông đệ từ tất cả quân tướng nhận bọn hắn lại nơi nào nguyện ý cả ngày đối diện với mấy cái này không chịu nổi vào mắt yếu gà bất quá hắn như là đã đảm nhiệm cái này chiêu binh chỗ chủ sự tự nhiên phải nghiêm túc đối đãi phần này chức trách dù cho những võ giả này phần lớn không chịu nổi đập vào mắt khoái học chân vẫn là kiên nhẫn từng cái khảo hạch chọn lựa càng về sau khoái học chân phát hiện tỷ lệ đào thải thực sự quá cao liền muốn ra một cái biện pháp tại chiêu binh chỗ bên ngoài trại lính bố trí một cái kiếm ý tôi thể đại trận để cho những cái kia bị đào thải võ giả dùng cái này kiếm ý tôi thể đại trận tới tiến hành huấn luyện nếu như những cái kia bị đào thải võ giả cam nguyện dùng cái này kiếm ý tôi thể đại trận huấn luyện sau đó lại đến tham gia khảo hạch nếu như có thể thông qua khoái học chân như cũ đem bọn hắn thu về chiêu binh chỗ. Phương pháp này vừa ra, ngược lại là có không ít người nếm thử. Nhưng mà số đông võ giả đều do tại không chịu nổi loại thống khổ này vô cùng phương pháp huấn. Luyện mà chọn rời đi, lưu lại tiếp tục nếm thử huấn luyện người không đến một phần mười. Đối với những thứ này không chịu nổi đau đớn mà lại không có lòng cầu tiến võ giả. khoái học chân cũng không có giữ lại, những người này coi như tiến nhập huyền kiếm tông cũng không thích ứng được huyền kiếm tông không khí cùng phương thức huấn luyện cuối cùng vẫn sẽ bị đào thải các đại quân doanh tướng lĩnh thiết lập những thứ này khảo hạch tiêu chuẩn là rất có đạo lý nếu như ngay cả điểm ấy gian khổ đều chịu đựng không nổi thì càng không cần phải nói thừa nhận được huyền kiếm tông các đại quân doanh những cái kia tan khóc vô cùng huấn luyện những thứ này khảo hạch tiêu chuẩn đối với huyền kiếm tông các đại quân doanh bình thường lượng huấn luyện tới nói ngay cả món ăn khai vị cũng không tính. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Huyền kiếm tông võ giả sở dĩ nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực. Không người nào là thông qua cực đoan tu luyện gian khổ đổi lấy, không thể chịu được khổ người. Không có tư cách tiến vào huyền kiếm tông. mươi 754 ô mà khảo hạch. Một ngày sau đó, khảo hạch cuối cùng đến phiên ô mà cùng lục phi bạch mà tại trước mặt bọn họ, cái kia người mặc cẩm bào cuồng ngạo thanh niên cùng cái kia hán tử mặt đen lại tuần tự bị đáo. Thải rơi mất bọn hắn liền ban đầu kiếm ý tôi thể đại trận cửa thứ nhất đều không thông qua. Hai người này sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn vốn cho rằng lấy cảnh giới của bọn hắn tu vi thông qua khảo hạch là chuyện dễ dàng. Dù sao cảnh giới của bọn hắn tu vi tại trong tham gia khảo hạch những võ giả này là thuộc về. Thượng đẳng tài nghệ cẩm bào thanh niên là nguyên đan cảnh lục trọng tu vi. Mà hán tử mặt đen cũng là nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi. Loại thực lực này, dù cho đặt ở thượng đẳng nước phụ thuộc bên trong tông môn đều tính toán rất. Không tầm thường chiến lực nếu như bọn hắn đi đầu quân những tông môn kia. Những tông môn kia tuyệt đối sẽ giang hai tay ra hoan nghênh bọn hắn. Lại càng không cần phải nói khảo hạch mà bây giờ tại này cầu thí huyền kiếm tông thậm chí ngay cả cửa thứ nhất đều không thông qua cái này thực sự để cho trong lòng bọn họ biệt khuất vô cùng nhất là bọn hắn phía trước đã thả ra khoác lác bây giờ tại cửa thứ nhất liền bị đào thải càng là trên mặt tối tam bất quá bọn hắn mặc dù trong lòng không phục thế nhưng là không dám chút nào làm càn gây sự bọn hắn phía trước thế nhưng là tận mắt nhìn đến một cái nguyên đan cảnh cửu trọng võ giả bởi vì không thông qua khảo hạch bởi vậy trong lòng không phục chẳng những lớn tứ nhục mạ huyền kiếm tông hơn nữa còn động thủ muốn giết người lại bị nhân nhất kiếm chọn lấy mà ra tay người chính là tên kia nhìn nhã nhặn chiêu binh chỗ chủ sự tên này chiêu binh chỗ chủ sự mặc dù chỉ có nguyên đan cảnh thất trọng tu vi nhưng mà khoảnh khắc tên nguyên đan cảnh cửu trọng võ giả giống như giết gà đồng dạng dễ dàng cái kia nguyên đan cảnh cửu trọng võ giả cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có liền bị chọn tại dưới kiếm nhìn thấy một màn này sau đó tất cả mọi người đều sợ hãi cái này huyền kiếm tông ngọa hồ tàng long thâm bất khả chắc căn bản không phải bọn hắn những võ giả này có thể càn rỡ chỗ nơi này bất kỳ người nào cơ hồ cũng không thể theo lẽ thường tới ước đoán nếu như dùng thông thường tiêu chuẩn để cân nhắc thực lực của những người này mà nói tuyệt đối sẽ cắm một cái lớn bổ nhau. Những người này cơ hồ mỗi một cái đều có vượt biên mà chiến thực lực. Quả thực là biến thái vô cùng. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua tại trong lịch sử của Nam Châu có người nào tông môn có thể làm được một bước này, cho dù là Nam Châu liên minh bảy đại tông môn loại này đỉnh cấp đại tông. Môn cũng chỉ là một số nhỏ thiên tư chắc tuyệt người có thể làm được vượt biên mà chiến mà. Thôi, cũng khó có thể làm đến người người đều có như thế biến thái chiến lực đối với việc này sau khi phát sinh, những cái kia không có thông qua khảo hạch võ giả hoặc là ngoan ngoãn rời đi. Hoặc là đi chiêu binh chỗ mặt khác thiết lập cái kia kiếm ý tôi thể đại trận ngoan ngoãn huấn. Luyện, huấn luyện đến mãi đến thông qua khảo hạch mới thôi. Kỳ thực những cái kia võ giả đối với huyền kiếm tông người người có như thế biến thái chiến lược. Cũng đã không kỳ quái, những người này thông qua như thế biến thái phương thức tới tu luyện. Chiến lực không mạnh mới là quái sự. Bất quá tại kiến thức đến Huyền Kiếm Tông võ giả chiến lực cường hãn sau đó. Cái này cũng khiến cho rất nhiều võ giả trong lòng càng thêm lửa nóng. Cái này Huyền Kiếm Tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ cần bọn hắn thông qua khảo hạch trở thành Huyền Kiếm Tông một thành viên. Về sau bọn hắn cũng tương tự có thể nắm giữ mãnh liệt như vậy chiến lực. Cái kia cầm bào thanh niên cùng hán tử mặt đen tại khảo hạch sau khi thất bại, cũng không có lập tức rời đi mà là đứng ở một bên xem kịch chính bọn hắn thông quan thất bại muốn ở phía sau hai tên phế vật kia trên thân tìm về điểm cảm giác ưu việt chỉ có thông qua trào phúng hai tên phế vật kia lúc này mới có thể để cho bọn hắn tìm về điểm mặt mũi liền bọn hắn cao như vậy tu vi đều khó mà thông qua khảo hạch liền cái kia hai cái hóa hải cảnh nhất trọng phế vật cũng vọng tưởng một bước lên trời không phải chứ, ta thấy được cái gì, hai cái này hóa hải cảnh nhất trọng phế vật cũng nghĩ tham gia. Huyền kiếm tông khảo hạch. Bọn hắn xác định không phải tới chọc cười tử ta. Ở chỗ này thời gian cũng không ngắn. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không tự lượng sức phế vật. Những cái kia đứng xem võ giả nhìn thấy ô mặc cùng lục phi bạch hai người. Lập tức cũng đều nhao nhao lộ ra thần sắc trào phúng. Ô mặc đối với những lời nói bóng gió này sớm thành thói quen bất quá hắn vẫn có chút chột dạ nhìn xem trước mặt cái này kiếm ý tôi thể đại trận bởi vì hắn mới vừa rồi là tận mắt chứng kiến đến cái kia cẩm bào thanh niên cùng hán tử mặt đen tại cái này kiếm ý tôi thể trong đại trận dáng vẻ là bực nào thê thảm ô mạc đại ca tin tưởng mình ngươi có thể lục phi bạch ở phía sau vì ô mạc động viên đạo ô mạc gật đầu một cái bây giờ đã bước đến trên đầu đưa đầu rụt đầu cũng là một đao ô mạc ngược lại bình tĩnh xuống dưới ô mạc hít một hơi thật sâu liếc mắt nhìn ở một bên dám khảo mặt không thay đổi huyền kiếm tông đệ tử liền bước vào cái kia kiếm ý tôi thể đại trận bên trong tại vừa bước vào kiếm ý tôi thể đại trận một sát na ô mạc chỉ cảm thấy vô số vô cùng sắc bén kiếm ý hướng về cơ thể cắt chém mà đến loại này cắt chém để cho hắn cảm nhận được giống như thiên đao vạn quả một dạng đau đớn Loại này cực hạn đau đớn khiến cho toàn thân hắn đều không chịu được run rẩy lên, Ô Mặc cắn thật. Chặt hàm răng, Liều mạng chịu đựng lấy loại này kiếm ý cắt chém mang đến cực hạn đau đớn. Bất quá kiếm ý này tôi thể đại trận mặc dù đối với cơ thể cùng ý chí rèn luyện cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là sẽ không thật sự làm bị thương võ giả căn cơ. Kiếm ý này tôi thể đại trận thế nhưng là sở kiếm thu tại Thiên Vũ động thiên chỗ cảm thụ kiếm ý tôi thể khảo hạch cùng với tiểu ngũ hành kiếm trận trên cơ sở cải tiến mà thành. Đối với cơ thể cùng ý chí rèn luyện có thể xưng tuyệt diệu. Nhưng mà cùng bạch y sở kiếm thu ban đầu ở thiên vũ động thiên thừa nhận đau đớn so sánh. Hay không đáng giá nhắc tới. Bạch y sở kiếm thu ban đầu ở trong thiên vũ động thiên thừa nhận đau đớn tương đương với bay. Giờ chín cấp kiếm ý tôi thể đại trận chẳng qua hiện nay tại huyền kiếm tông bên trong ngoại trừ lương nhạn linh có thể chịu được cấp 5 kiếm ý tôi thể đại trận. Còn không có bất cứ người nào có thể đột phá đến lục cấp kiếm ý tôi thể đại trận. Dù cho huyền kiếm tông cũng là một đám tên biến thái. Nhưng mà chỉ cần vừa tiến vào lục cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong. Ngay lập tức sẽ bị cực hạn đau đớn xé rách đến ngất đi. Cho nên huyền kiếm tông mỗi một cái võ giả đối với sở kiếm thu đều bội phục tới cực điểm đến tột cùng là như thế nào biến thái. Mới có thể chịu được chín cấp kiếm ý tôi thể đại trận dây vò. Ở phương diện này, toàn bộ huyền kiếm tông công nhận chỉ có lương nhạn linh cọc cái này mới. Miễn cưỡng nhận được sở kiếm thu chân truyền. Những người khác cho dù là tả khưu văn cùng trường tôn nguyên bạch. Tại kiếm ý tôi thể đại trận phương diện năng lực chịu đựng. Cũng chỉ bất quá cùng lương nhạn linh tương xứng mà thôi cho nên lương nhạn linh cảnh giới tu vi mặc dù chỉ có nguyên đan cảnh lục trọng. Nhưng mà nội tình đánh cực kỳ thâm hậu tại huyền kiếm tông bên trong. Ngoại trừ giải rác mấy người, không người nào dám nói có nắm chắc thắng dễ dàng lương nhạn linh. Cho nên lương nhạn linh dù cho dưới tay nắm giữ một nhóm lớn cảnh giới tu vi so với nàng con. Cao võ giả, những cái kia võ giả cũng tương tự bị trị đến ngoan ngoãn. Không dám chút nào làm can. Ô mặc tại ban sơ cái kia một hồi đau đớn kịch liệt đi qua. Dần dần liền thích ứng kiếm ý tôi thể đại trận mang đến đau đớn. Hắn thân ở xã hội tầng dưới chót, lớn tuổi lâu ngày dựa vào khổ dịch mà sống. Ý chí lực vốn là cực kỳ cứng cỏi, đối với đau đớn sức chịu đựng. So với võ giả bình thường cường đại hơn nhiều. mươi 755 Hồng Viêm lôi hỏa kiếm. Thời gian từng điểm đi qua, những cái kia đứng xem võ giả cũng từ một bắt đầu mỉa mai biến thành kinh ngạc bọn hắn ngược lại là nghĩ không ra phế vật này lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy bây giờ thời gian một nén nhang không sai biệt lắm đã qua sẽ không phải thật sự để cho phế vật này thông qua được khảo hạch a bất quá để cho cuối cùng để cho những cái kia vây xem võ giả ngoác mồm kinh ngạc chính là ô mặc chẳng những chịu đựng qua thời gian một nén nhang cuối cùng thậm chí nhịn dòng dã nửa canh giờ hơn nữa ra hỏa này còn gặp vận may Thế mà tại quá trình khảo hạch đột phá cảnh giới, Ô Mạc Động Tĩnh bên này cuối cùng kinh động đến khoái học chân. Khoái học thật nhìn xem kiếm ý tôi thể đại trận bên trong Ô Mạc. Ánh mắt không khỏi hơi hơi chớp động, Ô Mạc biểu hiện hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Kỳ thực một cái võ giả tâm trí cứng cỏi vẫn là cùng cảnh giới tu vi khá liên quan. Bình thường cảnh giới tu vi càng cao, tâm trí cũng sẽ càng thêm cường đại. Mà Huyền kiếm tông trung kiếm ý tôi thể đại trận bình thường ít nhất cũng phải là hóa hải cảnh nhị trọng trở lên võ giả mới miễn cưỡng có thể chịu được nhưng mà này còn là nhằm vào huyền kiếm tông võ giả tiêu chuẩn mà không phải võ giả bình thường tiêu chuẩn ô mặc biểu hiện so với huyền kiếm tông tầm thường đệ tử cũng cường đại hơn không thiếu này ngược lại là một cái mầm móng không tệ mặc dù cảnh giới tu vi thấp chút bất quá huyền kiếm tông chiêu thu đệ tử cùng nguồn mộ lính nhất không coi trọng chính là cảnh giới tu vi, cảnh giới tu vi không đủ ở trong mắt Huyền Kiếm Tông căn bản không phải sự tình. Ngược lại bây giờ Huyền Kiếm Tông chính là có tài nguyên. Chỉ cần có đầy đủ ý chí cùng nghị lực, cảnh giới tu vi có thể lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ đề thăng, cơ quan danh chủ tướng. Chính là một cái ví dụ tốt nhất. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, từ một cái bình thường nhất luyện thể cảnh võ giả trưởng thành đến bây giờ nguyên đan cảnh cường giả, còn trở thành một quân chủ đem tại thông qua được kiếm ý tôi thể đại trận cửa thứ nhất này sau ô mạc sau đó mấy ải bên trong cũng tương tự thuận lợi thông qua được lúc thông qua cửa ải cuối cùng ô mạc vẫn có chút không thể tin được chính mình thế mà thật sự thông qua được khảo hạch khi bị tuyên bố trở thành huyền kiếm tông một thành viên ô mạc vẫn giống như ở trong mơ đồng dạng ô mạc thông quan khiến cho cẩm bào thanh niên cùng hán tử mặt đen lập tức trên mặt nhịn không được rồi vừa rồi chính là hai người bọn họ đối với ô mạc cùng lục phi bạch trào phúng đến lợi hại nhất bất quá dù cho bị ô mạc thông quan đánh mặt nhưng mà hai người vẫn còn không chịu rời đi bọn hắn muốn từ lục phi bạch trên thân tìm về chút mặt mũi bọn hắn cũng không tin hai người này cũng là hảo vận như thế đều có thể thông qua huyền kiếm tông như này nghiêm khắc khảo hạch bất quá cuối cùng sự thật lại cho bọn hắn hai người trọng trọng một cái cái tát Lục Phi Bạch chẳng những thông qua được khảo hạch, hơn nữa tại trên thành tích so với Ô Mạc đều tốt hơn. Sau khi nhìn thấy Ô Mạc cùng Lục Phi Bạch thông quan thành tích, hai người cũng lại không tiếp tục chờ được nữa, chật vật hốt hoảng mà chạy. Cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở tại Vạn Thành Đá Phụ cận thường. Thanh Tông, Tàng Kinh Các, Sở Kiếm Thu lấy ra viên kia nhị đẳng công huân lệnh bài giao cho Tàng Kinh Các chấp sự trưởng. Lão tên chấp sự kia trưởng lão tại tiếp nhận cái này lệnh bài, phản phục khám nghiệm. Cuối cùng xác nhận không sai sau đó, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nghĩ không ra tại trong đệ tử nội môn, lại có thể có người có thể lập xuống nhị đẳng công huân. Lập xuống nhị đẳng công huân tại Thượng Thanh Tông mang ý nghĩa cực kỳ tôn sùng địa vị. Có thể so với nội môn tất cả đường đường chủ, địa vị gần với thập đại chân truyền cùng trưởng lão hội trưởng lão bất quá tên chấp sự trưởng lão này đối với sở kiếm thu sự tích cũng có nghe thấy đối với sở kiếm thu thu được nhị đẳng công huân mặc dù cảm thấy giật mình nhưng mà cũng không tính quá mức ngoài ý muốn sở sư điệt thình tên chấp sự trưởng lão này đem nhị đẳng công huân lệnh bài trả lại cho sở kiếm thu sau đó có chút cung kính là một cái thủ hiệu mời hắn chỉ là một cái thông thường nội môn trưởng lão sở kiếm thu tại thu được nhị đẳng công huân lệnh bài sau đó địa vị còn ở phía trên hắn sở kiếm thu chắp tay đáp lễ lại hướng tàng kinh các lầu ba đi đến tàng kinh các lầu một ngoại môn đệ tử liền có thể tiến vào tàng kinh các lầu hai nhưng là nội môn đệ tử mới có quyền hạn tiến vào mà tàng kinh các lầu ba thì chỉ có chân truyền đệ tử trở lên mới có thể tiến vào sở kiếm thu trước mắt vẫn là nội môn đệ tử theo lý thuyết không thể tiến vào tàng kinh các lầu ba nhưng mà sở kiếm thu nắm giữ nhị đẳng công huân lệnh bài này liền chớ bàn những thứ khác. Hoàn toàn có tư cách tiến vào tàng kinh các lầu ba. Sở kiếm thu tiến vào trong tàng kinh các lầu ba. Tìm được giận thiên chiến quyền nguyên bản đối với nộ thiên chiến quyền hoàn toàn phiên bản. Sở kiếm thu đã sớm nghĩ lấy được chỉ có điều trước đó một mực tìm không thấy cơ hội. Mặc dù sở kiếm thu trước mắt pháp bảo một đống lớn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong chiến đấu đều căn bản không cần lo lắng pháp bảo sẽ ở trong quá trình chiến đấu phá toái. Dù sao lấy trước mắt hắn thực lực muốn chấn vỡ ngũ giai pháp bảo thượng phẩm. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà nếu như gặp phải có thể đánh nát ngũ giai pháp bảo thượng phẩm địch nhân. Cấp độ kia cường giả cũng không phải sở kiếm thu trước mắt có thể đối phó được. Đến lúc đó hoặc là chạy trốn, hoặc là liền cần Long Nguyên kiếm ra tay rồi. Bất quá ngay cả như vậy, Sở Kiếm Thu vẫn là không có phóng khí tu luyện quyền pháp. Bởi vì hắn tại nhiều như vậy cuộc chiến đấu bên trong thắm thiế cảm nhận được, đến thời khắc nguy cấp nhất, có thể dựa nhất vẫn là mình song quyền. Ngoại trừ tìm được nộ thiên chiến quyền, Sở Kiếm Thu còn tại trong tàng kinh các tìm được một quyển khác tu luyện kiếm pháp võ học. Hồng viêm lôi hỏa kiếm, hồng viêm lôi hỏa kiếm là một môn thiên giai cực phẩm võ học. Cùng chia tầng năm đối với vừa nắm giữ nhị phẩm dị hỏa thanh ngọc lưu ly hỏa cùng vệ lôi châu sở kiếm thu tới nói môn này kiếm pháp là lại không quá thích hợp mặc dù sở kiếm thu có tu luyện tiểu ngũ hành kiếm trận môn này tiên thiên cấp biệt võ học nhưng mà tiểu ngũ hành kiếm trận dù sao cũng là trận pháp dựa vào là thần niệm khống chế trường kiếm chiến đấu càng thêm thích hợp đánh xa cùng phòng ngự đến nỗi cận chiến vẫn còn cần loại này khoảng cách gần lực bộc phát cường đại kiếm pháp hơn nữa nhiều tu luyện một môn võ học cũng làm cho sở kiếm thu nhiều một môn thủ đoạn đối địch lại chuyện này sở kiếm thu sao lại không làm ngược lại bởi vì tại trong bí cảnh lập ở dưới công huân để cho hắn hoàn toàn có đầy đủ nhiều điểm cống hiến hối đoái hai môn thiên giai cực phẩm võ học dư sai mà tại cái khác tài nguyên tu luyện phương diện hắn tại trong bí cảnh đạt được tài nguyên hoàn toàn đủ để thỏa mãn hắn tu luyện căn bản không cần đến thượng thanh tông tài nguyên tu luyện những thứ này điểm cống hiến không dùng thì phí dứt khoát dùng để nhiều hối đoái mấy môn công pháp võ học sở kiếm thu lấy cái này hai môn thiên giai cực phẩm võ học sau đó liền đi xuống lầu tới dự định đi tìm tên chấp sự kia trưởng lão đăng ký chỉ là không đợi hắn đi xuống lầu dưới lầu một bên trong truyền đến âm thanh liền để sắc mặt của hắn trầm xuống vị sư huynh này xin tự trọng một đạo nhu nhược âm thanh khiếp khiếp vang lên tiểu muội muội lam sư huynh coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi không biết có bao nhiêu nữ đệ tử muốn trở thành lam sư huynh thị nữ đều không thể được đâu ngươi cần phải biết bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này một đạo khác cuồng ngạo thanh âm phách lối vang lên bất quá trong thanh âm này cuồng ngạo càng nhiều vẫn là một chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hương vị. mươi 756 xung đột, ta không cần làm thị nữ, cái kia thanh âm khiếp nhược mặc dù yếu đuối, thế nhưng là lộ ra một loại quật cường ý vị. Tiểu muội muội, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Làm sư huynh nhưng không có nhiều kiên nhẫn như vậy cùng ngươi chậm rãi chơi. Cái kia cuồng ngạo âm thanh lập tức lạnh xuống đạo thanh âm này đi qua, tiếp lấy liền nghe được nhu nhược kia lớn tiếng kêu lên, ngươi. Thả ta ra, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Trong mắt các ngươi còn có tông môn quy củ sao, quy củ, ở đây, chúng ta chính là quy củ. Âm thanh kia phách lối đạo, buông tay. Liền tại đây âm thanh phách lối vô cùng thời điểm. Sau lưng chợt truyền đến một đạo thanh âm lãnh khóc ai. Mẹ nó dám xen vào việc của người khác cái. Này phách lối bóng người lập tức xoay người lại chỉ thấy tại phía sau hắn đứng một cái thiếu niên mặc áo xanh. Lúc này, cái này thiếu niên áo xanh đang mục quang lạnh lùng nhìn xem hắn ta. Bảo ngươi buông tay, ngươi điếc sao, thiếu. Niên áo xanh liếc mắt nhìn cái này phách lối hán tử nắm lấy nhu nhược kia thiếu nữ cổ tay bàn. Tay, lạnh lùng thốt. Người mẹ nó tính là thứ gì, dám đối với lão tử chỉ tay hoài. Cái này phách lối hán tử lời nói không nói xong, lập tức thấy hoa mắt một nắm đấm đã tới trước mặt hắn ngay sau đó trên mặt đau xót toàn bộ thân hình bị đánh chúng bay tứ tung ra ngoài bay ra tàng kinh các đại môn không thấy bóng dáng không biết bị đánh bay đi nơi nào nguyễn sư muội ngươi không sao chứ sở kiếm thu đánh bay cái kia phách lối hán tử sau đó hướng tên kia yếu đuối thiếu nữ hỏi tên này điềm đạm nhu nhược thiếu nữ chính là rất lâu không thấy nguyễn vũ lâu kể từ sở kiếm thu tiến vào nội môn sau đó không sai biệt lắm có hai năm chưa từng gặp qua nàng không nghĩ tới hôm nay ở đây lần nữa tương ngộ với nàng đối với tên này điềm đạm yếu đuối thiếu nữ sở kiếm thu vẫn rất có hào cảm dù sao thiếu nữ này tâm địa không tệ tại trước đây còn tại đỗ cấp trên nguyễn vũ lâu thì cho hắn ấn tượng thật tốt nếu như lần này gặp phải loại tình huống này chính là sư tỷ của nàng vu đêm xuân sở kiếm thu thật đúng là chưa chắc sẽ xuất thủ cứu giúp nguyễn vũ lâu tại nhìn thấy sở kiếm thu sau đó cũng rất là kinh hỉ kể từ sở kiếm thu tiến vào nội môn sau đó nàng liền đối với sở kiếm thu tâm tâm niệm niệm không thôi chỉ là bởi vì hai người thân phận chênh lệch quá lớn ngoại môn cùng nội môn là hai thế giới dù cho nàng muốn gặp sở kiếm thu nhưng mà bởi vì ngoại môn đệ tử không trải qua cho phép là không cho phép đặt chân nội môn nàng cũng chỉ có thể đem phần này tưởng niệm để ở trong lòng kỳ thực tại một năm trước nguyễn vũ lâu liền thông qua được nội môn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử chỉ có điều một năm qua sở kiếm thu hoặc là tại bế quan tu luyện hoặc là xuất ngoại lịch luyện trừ hắn vài người bạn tốt bên ngoài người khác muốn gặp hắn cũng gặp không được hơn nữa nguyễn vũ lâu dù cho muốn gặp sở kiếm thu cũng tìm không ra mượn cớ lấy nàng cái kia xấu hổ tính tình cũng không khả năng nói thẳng là ưa thích sở kiếm thu nghĩ không ra chính mình người tâm tâm niệm niệm vào hôm nay loại này nguy cấp tình huống phía dưới xuất hiện cứu mình ta không sao đa tạ sở sư huynh xuất thủ cứu giúp nguyễn vũ lâu sắc mặt đỏ lên có mấy phần ngượng ngùng nói tiểu tử người biết ta là ai sao dám quản lão tử nhàn sự lúc này bên cạnh một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên sở kiếm thu xoay người lại hướng về đối diện nhìn lại Đám người này là thanh nhất sắc chân truyền đệ tử, có hơn bảy tám người. Mới vừa rồi bị hắn đấm ra một quyền tàng kinh các phách lối hán tử cũng là chân truyền đệ tử. Mà vừa rồi người lên tiếng cũng chính là cái kia phách lối hán tử trong miệng Lam Sư Huynh. Một cái dáng người coi như cao lớn thanh niên, cái này Lam Sư Huynh lúc này đang mục quang lạnh. Như băng nhìn xem sở kiếm thu, trong mắt tràn đầy sát cơ nồng đậm một cái chỉ là nguyên đan cảnh bát trọng nội môn đệ tử thế mà dám can đảm quản hắn sự tình chuyện này với hắn tới nói quả thực là một loại không thể dễ dàng tha thứ vũ nhục cùng khiêu khích mặc dù sở kiếm thu vừa rồi một quyền đánh bay tên kia phách lối hán tử nhưng mà cái này gọi là lam sư huynh thanh niên vẫn không có đem sở kiếm thu để vào mắt cái kia phách lối hán tử chẳng qua là tầng thấp nhất chân truyền đệ tử tu vi chỉ có thiên cương cảnh nhất trọng một chút thực lực cường đại nội môn đệ tử đánh bại hắn cũng không phải việc khó mà hắn làm an trí có thể xa không phải loại kia rác rưởi có thể so sánh cho dù ở trong chân truyền đệ tử cũng coi như là một hào nhân vật làm an trí cũng không có gặp qua sở kiếm thu mặc dù sở kiếm thu gần nhất danh khí không nhỏ thế nhưng cũng đại đa số là tại nội môn hoặc cao tầng bên trong đối với bọn hắn loại này tầm thường chân truyền đệ tử ngược lại đối với sở kiếm thu không phải quen thuộc như vậy. Hơn nữa, dù cho Lam An Chí biết thiếu niên trước mắt này là sở kiếm thu. Hắn cũng không sợ chút nào, chẳng lẽ lấy hắn thiên cương cảnh ngũ trọng tu vi còn không đánh. Lại một cái nguyên đan cảnh bát trọng võ giả, đây không phải là chê cười sao. Sở kiếm thu cùng Lam An Chí động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn không thiếu đệ tử vây xem. Tới, gia hỏa này là ai vậy, thậm chí ngay cả Lam An Chí hắn đều dám chọc cái này ngươi không biết đâu nhân ra thế nhưng là gần nhất danh tiếng thịnh nhất nội môn đệ tử đại danh đỉnh đỉnh sở kiếm thu a à. hắn chính là cái kia đánh bại nghiêm phương nội môn đệ tử sở kiếm thu chính là ngày đó thật đúng là kình bạo tới cực điểm. nghiêm phương một cái đường đường chân truyền đệ tử thế mà tại cái này can đảm ra hỏa dưới tay đi bất quá một chiêu cho dù hắn có thể đánh bại nghiêm phương cũng không có nghĩa là hắn có thể chọc nổi lam an trí a à. Lam An Trí cũng không phải Nghiêm Phương có thể so sánh. Mặc dù hắn cũng chỉ là so Nghiêm Phương cao một cảnh giới. Nhưng mà cả hai căn bản không phải một cái trọng lượng cấp bên trên võ giả. Lam An Trí đánh bại Nghiêm Phương, chỉ sợ cũng không dùng đến một chiêu a. Chính là tạm không nói thực lực của hai người như thế nào. Cái kia Lam An Trí sau lưng nghe nói thế nhưng là đứng một trong thập đại chân truyền chọc hắn, rất có thể sẽ gây ra thập đại chân truyền, đây cũng không phải là chuyện đùa. Động tĩnh bên này lập tức đem tên kia tàng kinh các chấp sự trưởng lão cũng kinh động. Đến, nguyên bản tại Lam An trí bọn người đối với Nguyễn Vũ Lâu tiến hành quấy dày thời điểm. Tàng kinh các chấp sự trưởng lão đã biết. Chỉ là hắn biết Lam An trí bối cảnh thâm hậu, không phải mình đủ khả năng chọc nổi. Không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không đáng vì một cái thông thường nội môn đệ tử đi đắc tội một cái bối cảnh thâm hậu chân truyền đệ tử, nhưng mà nghĩ không ra chuyện này thế mà lại đem Sở Kiếm Thu cũng cuốn vào. Đây chính là vinh lấy được nhị đẳng công huân đại nhân vật. Nếu như Song Phương ở trong tàng kinh các ồn áo, hắn cái này tàng kinh các chấp sự trưởng lão sẽ chịu không nổi. Hai vị sư điệt vừa rồi sự tình có lẽ chỉ là hiểu lầm. Hai vị không ngại đều thối lui một bước tên kia tàng kinh các chấp sự trưởng lão đi lên phía trước cười xòa nói. Làm an chí nghe nói như thế, lập tức lạnh lùng liếc mắt nhìn tàng kinh các chấp sự trưởng lão. Lạnh lùng nói, sư điệt danh xưng như thế này ngươi cũng xứng dùng tại trên người của ta. Ngươi thì tính là cái gì? Tên kia tàng kinh các chấp sự trưởng lão nghe vậy đột nhiên một khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn tốt xấu cũng so hai người cũng lớn tuổi, cũng coi như là hai người trưởng bối dựa theo lẽ thường, hắn gọi hai người một tiếng sư điệt là bình thường nhất bất quá. Nghĩ không ra Lam An trí thế mà trước mặt mọi người mày may mặt mũi cũng không cho hắn. Trực tiếp mở miệng đả thương người, để cho hắn xuống đài không được. mươi 757 thiết lập ván cục, lăn ra ngoài, sau khi Lam An trí nói ra lời nói kia. Bỗng nhiên từ trên lầu truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh nghe được đạo này thanh âm uy nghiêm sắc mặt của mọi người lập tức không khỏi biến đổi làm an trí sắc mặt càng là khó coi hắn nghĩ không ra tàng kinh các các chủ thế mà lại ra tay quản loại chuyện này bất quá làm an trí dám đối với tàng kinh các chấp sự trưởng lão nói năng lỗ mãng cũng không dám cùng tàng kinh các các chủ cãi vã bởi vì tàng kinh các các chủ long hồng chí thế nhưng là trưởng lão hội trưởng lão một trong địa vị so với thập đại chân truyền không kém chút nào là đứng tại thượng thanh tông tối đỉnh phong đám người kia một trong. Lại cho Lam An Chí 100 cái lá gan. Cũng không dám cùng loại này đại lão cấp nhân vật cãi vã tiểu tử, ngươi chờ ta. Lam An Chí hung hăng chừng sở kiếm thu một mắt quẳng đi một câu ngoan thoại. Nói xong, hắn vẫn không quên uy hát yêu ta Nguyễn Vũ Lâu, tiểu nha đầu. Đừng tưởng rằng có tiểu tử này che chở ngươi, ngươi liền có thể gối cao không lo. Người tốt nhất ngoan ngoãn đưa tới cửa, bằng không, đến lúc đó cũng chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Nói đi, Lam An Trí liền mang theo cái kia một bầy chó chân quay người mà đi. Rời đi tàng kinh các tại tàng kinh các trên lầu cuối. Một cái tướng mạo gầy gò lão giả nhìn xem Lam An Trí bóng lưng rời đi. Lông mày không khỏi hơi nhíu, những người này thực sự là càng ngày càng không tưởng nổi vốn là hắn hôm nay cũng không muốn ra tay quản loại này cầu thí suối quẩy sự tình. Dù sao Thượng Thanh Tông có vài chục vạn đệ tử, mỗi ngày cũng không biết phát sinh bao nhiêu loại chuyện này, cai quản loại chuyện như vậy là chấp pháp đường mà không phải hắn cái này tàng kinh các các chủ. Chỉ có điều làm Lam An Chí mở miệng vũ nhục tàng kinh các chấp sự trưởng lão. Lòng Hồng Chí liền sẽ nhịn không được nơi này chính là hắn tàng kinh các chỗ lúc nào đến phiên người khác tới ở đây dương oai lòng hồng chí đối với sở kiếm thu biểu hiện ngược lại là có chút thưởng thức tiểu tử này trật thu được nhị đẳng công huân bực này trí cao vinh hạnh đặc biệt lại còn có thể không kiêu không gấp tâm tính cũng không tệ bất quá long hồng chí cũng không có ý định nhúng tay sở kiếm thu sự tình tiểu tử này lần này bí cảnh hành động bên trong gây ra động tĩnh thực sự quá lớn thất phu vô tội hoài bích kỳ tội tiểu tử này trên người trọng bảo quá nhiều. Đã trở thành thượng thanh tông tiêu điểm trung tâm, vô số người đều theo dõi hắn trên thân. Muốn từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt tới. Lòng hồng chí mặc dù địa vị và thực lực cực cao. Nhưng mà cũng không dám dễ dàng trải qua trong đó. Không cẩn thận liền hắn đều có khả năng cuốn vào trong đó. Từ đó rước lấy vô số phiền phức quấn thân vô luận là đường ra vẫn là trăm dặm phong lôi mạch này đều không phải là hắn có thể chọc nổi đây mới là thượng thanh tông chân chính quái vật khổng lồ loại quái vật khổng lồ này giao phong nhất định sẽ có vô số hiến tế phẩm hắn cũng không muốn trở thành một trong số đó hôm nay việc này mặc dù nhìn như là vây quanh tên kia gọi là nguyễn vũ lâu tiểu cô nương tranh chấp những thứ này chỉ là mặt ngoài tranh chấp quân cờ chuyện này như thế nào cũng không trọng yếu trọng yếu là sau lưng những cái kia người đánh cờ chỉ là lam an trí sau lưng người kia ở dưới lam an trí nước cờ này hiển nhiên là một bước cờ giờ lựa chọn quân cờ cũng không tốt nếu là một cái hảo quân cờ cũng sẽ không dễ dàng đi công kích thế cuộc bên ngoài người để cho thế cuộc tăng thêm không xác định phong hiểm nếu như lam an trí không có đối với tên kia tàng kinh các chấp sự trưởng lão mở miệng vũ nhục Long Hồng Chí tuyệt đối sẽ không nhúng tay loại chuyện này. Nhưng mà Lam An Chí làm như vậy sau đó thì cho Long Hồng Chí nhúng tay mượn cớ. Hơn nữa tại loại kia dưới tình huống, dù cho Long Hồng Chí nghĩ không vào cục đều không được. Bởi vì tại loại kia tình huống phía dưới hắn đều không ra âm thanh mà nói. Vậy hắn cái này tàng kinh các các chủ uy nghiêm liền đánh mất hầu như không còn mở cái đầu này, chỉ sợ về sau bất luận kẻ nào đều biết muốn đi hắn tàng kinh các trên mặt rỡm. Hắn tàng kinh các còn như thế nào tại Thượng Thanh Tông đặt chân, chỉ sợ hắn người trưởng lão. Này hội trưởng lão cũng không có mặt mũi lại tiếp tục chờ tại trưởng lão hội. Những đệ tử vây xem kia nhìn thấy cái này trận cuối cùng thế mà không có đánh thành. Không khỏi kêu to đáng tiếc, thực sự là bỏ lỡ một hồi đại nhiệt náo, nhìn thấy không có náo nhiệt có thể nhìn những đệ tử kia liền nhao nhao tán đi sở kiếm thu nhìn xem lam an trí bóng lưng rời đi ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy chỉ sợ lam an trí tên ngu xuẩn này cũng là bị người lợi dụng bằng không sự tình sẽ không như thế xảo lam an trí sớm không gặp được nguyễn vũ lâu trễ không gặp được nguyễn vũ lâu hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này gặp phải chỉ sợ liền nguyễn vũ lâu tại thời khác thế này đi tới tàng kinh cắc sau lưng cũng có người đang cố ý thôi động lư hướng địch đỗ hàm nhạn bọn hắn bởi vì trong khoảng thời gian này bế quan không ra những người kia không cách nào xuống tay với bọn họ đường thanh niên đường thiên lỗi bối cảnh quá mức thâm hậu những người kia lại không dám đối bọn hắn hai cái hạ thủ mà tại thượng thanh tông cùng mình có giao tình ngoại trừ đỗ hàm nhạn lư hướng địch đoàn mộc thanh đường thiên lỗi những người này bên ngoài cũng liền nguyễn vũ lâu lữ đài mấy cái này sư huynh muội mà lữ đài mấy cái kia sư huynh muội chính mình cực kỳ có hảo cảm chính là nguyễn vũ lâu đối với lục nguyên minh ấn tượng cũng không tệ đến nỗi đối với lữ đài nhạc cao đạm vu đêm xuân ba người này ấn tượng nhưng là bình thường thôi nếu là bọn họ đối với ba người này ra tay, chính mình thật đúng là không nhất định sẽ vào cuộc. Những người kia đối với điều tra của mình còn thực sự là cẩn thận a. À. Bây giờ Lam An Trí đã đem ngoan thoại phóng xuất, nếu như mình bỏ mặc không quan tâm mà nói, chỉ sợ bọn họ sau đó còn thật sự sẽ đối với Nguyễn Vũ Lâu phía dưới tay. Nhưng là mình lại không thể trước đó đem Lam An Trí giải quyết đi bởi vì lam an trí dù sao chỉ là quẳng xuống ngoan thoại cũng không có biến thành hành động chính mình không có bằng chứng ra tay với hắn mà nói chỉ sợ sau đó chấp pháp đường đệ tử sẽ chạy tới đuối lý cuối cùng vẫn là chính mình chỉ cần mình nhiều phạm mấy lần dạng này sai nhị đẳng công huân hộ thân hiệu quả liền sẽ yếu bớt nhị đẳng công huân tất nhiên có thể tha tội nhưng mà cũng không có nghĩa là liền có thể tại thượng thanh tông một mực làm sằng làm bậy chỉ cần chờ sai lầm của mình tích lũy tới trình độ nhất định bọn hắn liền có lý do tước đoạt chính mình nhị đẳng công huân vinh quang đến lúc đó bọn hắn lại nghĩ xuống tay với mình dù cho đường ra đứng ra đều không nhất định có lý do chống đỡ được bọn hắn đường ra tại thượng thanh tông mặc dù thế lớn nhưng mà thượng thanh tông không phải độc đoán làm chuyện gì cũng phải nói một cái sư xuất nổi danh cũng chính là xuất phát từ cân nhắc như vậy cho nên dù cho Lam An Chí vừa mới quẳng xuống ác như vậy lời nói. Sở kiếm thu tạm thời vẫn là nhịn dưới loại tình huống này hắn không thể chủ động ra tay. Để tránh bị người khác nắm được cán. Lúc này, trong bóng tối khẳng định có vô số ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Không phải do sở kiếm thu không cẩn thận, Nguyễn. Sư muội, người gần nhất nếu như không có chuyện gì, vẫn là tạm thời ở đến ta nơi đó thôi. Sở kiếm thu nhìn xem Nguyễn Vũ lâu nói. Nguyễn Vũ Lâu nghe được Sở Kiếm Thu lời này, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Nàng cúi đầu, ngượng ngùng vô cùng nói, "Cái này, cái này, ta muốn trước hỏi qua Lữ sư huynh." Sở Kiếm Thu nhìn thấy nàng dạng như vậy, biết nàng hiểu lầm mình ý tứ. Lập tức có chút bất đắc dĩ nói, "Ta không phải là ý tứ kia, chỉ là gần nhất chỉ sợ có ít người sẽ đối với ngươi không có hảo ý, mà bọn hắn lại chủ yếu là hướng về phía ta tới." ta chỉ là không muốn bởi vì ta nguyên nhân nhường ngươi chịu đến liên lụy. Chương 758 thiết lập ván cục. Nguyễn Vũ Lâu nghe nói như thế, hai con ngươi trong suốt bên trong không khỏi thoáng qua thần. Sắc thất vọng, nguyên lai like là chính mình hiểu lầm a, à, hai người ra tàng kinh các. Sở Kiếm Thu thuận miệng hỏi, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới tàng kinh các? Nguyễn Vũ Lâu cúi đầu đi ở Sở Kiếm Thu bên cạnh, thấp giọng nói, "Vu sư tỷ muốn xem một chút y đạo bên trên điển tịch cho nên để cho ta tới tàng kinh các hỗ trợ lấy một chút sở kiếm thu nghe vậy ánh mắt hơi động một chút tiếp tục hỏi vu dạ xuân đối với y đạo phương diện có nghiên cứu nguyễn vũ lâu lắc đầu nói trước đó không có bất quá nàng hôm nay nói cơ thể không thoải mái muốn nhìn một chút sách phương diện này xem có thể hay không điều dưỡng một chút nàng cũng là nguyên đan cảnh võ giả, làm sao lại vô duyên vô cớ cơ thể không thoải mái. Hơn nữa cơ thể không thoải mái không đi tìm đan đường đệ tử xem bệnh. Dựa vào chính mình lâm cấp bách ôm chân Phật liền có thể tìm hiểu được y học một đạo, sở. Kiếm thu lập tức cười lạnh nói. Y đạo điển tịch tại Thượng Thanh Tông bị quy về tạp loại. Quản lý cũng không phải rất nghiêm ngặt muốn quan sát. Chỉ cần dùng cống hiến tương ứng giá trị hối đoái đi ra liền có thể tàng kinh các cũng không để ý tới tại hối đoái sau khi đi ra đến tột cùng là ai quan sát mà võ học công pháp điển tịch thì nhất thiết phải từ bản thân tự mình hối đoái hơn nữa người bên ngoài không trải qua đăng ký tuyệt không cho phép tự mình quan sát cùng tu hành một khi phát hiện lại nhẹ thì trục xuất tông môn nặng thì phế bỏ tu vi xử phạt cực kỳ nghiêm khắc lần này hắn hoàn toàn có thể xác định nguyễn vũ lâu hôm nay xuất hiện tại tàng kinh các chắn là từ người khác cố ý an bài. Người kia thông qua vu đêm xuân tay đem Nguyễn Vũ lâu đẩy hướng tàng kinh các. Mà Lam An Trí vừa vặn xuất hiện vào lúc này 89 phần 10 cũng là cái kia đẩy tay âm thầm. An bài, chỉ sợ liền chính hắn đều biết mình bị người khác âm thầm lợi dụng. Mà người này có thể đem thời gian nắm đến chuẩn xác như vậy. Đối với hành trình của mình còn thật là như lòng bàn tay a à nguyễn vũ lâu vốn là cái cực kỳ thông minh nữ tử nghe được sở kiếm thu lời nói này kết hợp với sở kiếm thu phía trước nói sự tình lập tức liền phản ứng lại là chuyện gì xảy ra chỉ là nàng vẫn không chịu tin tưởng tự lẩm bẩm lắc đầu nói sẽ không vu sư tỷ sẽ không hại ta vu sư tỷ mặc dù tính khí không tốt tùy hứng ngang ngược nhưng mà các nàng dù sao cũng là đồng môn tại gia nhập vào thượng thanh tông phía trước các nàng cũng đã làm mười mấy năm đồng môn tình như thủ túc vu sư tỷ như thế nào lại hại nàng chỉ là sở kiếm thu nói lời nàng lại không cách nào lật đổ bởi vì đây hết thảy thật sự là quá vừa hợp sở kiếm thu cũng không có tính toán thuyết phục nguyễn vũ lâu ý tứ nữ tử này nhìn ôn nhu văn nhược kỳ thực vừa xinh đẹp lại thông minh cực kỳ thông minh chỉ cần hắn hơi nhắc nhở một chút nàng tự sẽ nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó Nàng Sở Dĩ không muốn tin tưởng, chẳng qua là đang dối gạt mình khinh người mà thôi. Kỳ thực bây giờ trong nội tâm nàng so với ai khác đều biết nàng bị Vu đêm Xuân lợi dụng. Hai. Người đi ra Tàng Kinh Các hướng về dưới núi đi đến. Thượng Thanh Tông Tàng Kinh Các đan đường, khí đường, kiếm đường chia đều đường chỗ đều có độc lập sơn phong. Những thứ này sơn phong cũng không thuộc về ngoại môn, nội môn hoặc chân truyền khu vực cũng là mỗi cấp độ đệ tử đều có thể đặt chân chỗ. Chỉ có điều những địa phương này mặc dù cũng đối ngoại môn đệ tử khai phóng. Ngoại môn đệ tử lại rất ít sẽ đến loại địa phương này. Bởi vì loại địa phương này rất dễ dàng gặp phải đại nhân vật. Nếu là không cẩn thận đắc tội một ít đại nhân vật, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tráng. Hai người đi đến tàng kinh các sơn phong chân núi lúc. Đã thấy đến một đám người ngăn cản đường đi. Đám người này người cầm đầu lại chính là Lam An Chí, hắn bị Sở Kiếm Thu phá hủy chuyện tốt, lại bị tàng kinh các các chủ trách cứ, trước mặt mọi người bị rơi xuống mặt mũi. Lập tức đối với Sở Kiếm Thu không khỏi ghi hận trong lòng. Vốn là hắn còn nghĩ qua mấy ngày lại tìm Sở Kiếm Thu cùng Nguyễn Vũ Lâu tính sổ sách. Dù sao Sở Kiếm Thu nhìn giống như không phải là một cái nhân vật đơn giản. Chờ điều tra tinh tường lại đối với Sở Kiếm Thu hạ thủ nếu như sở kiếm thu chỉ là một cái bình thường nội môn đệ tử hắn muốn để sở kiếm thu hối hận sinh đến trên đời này nhưng nếu như sở kiếm thu cũng có bối cảnh thâm hậu mà nói vậy hắn giáo huấn một lần liền tốt dù sao đối với một chút sau lưng có người người bọn hắn những người này làm việc đều sẽ có một cái ăn ý tuyệt đối không thể mất phân tắc bằng không một khi sự tình làm lớn chuyện cuối cùng chịu đau khổ vẫn là bọn hắn chính mình làm an trí mặc dù làm việc ngang ngược càn rỡ nhưng mà cũng không phải là một cái không có đầu óc người nhưng mà dưới tay cái kia vài tên chó săn giật dây phía dưới hắn càng nghĩ càng giận suy nghĩ một chút cảm giác một cái nội môn đệ tử bối cảnh lại lớn hẳn là cũng không hơn được người ở sau lưng hắn liền quyết định báo thù không cách đêm lập tức ngay tại tàng kinh các chân núi ngăn lại sở kiếm thu cùng nguyễn vũ lâu đường đi nguyễn vũ lâu nhìn thấy lam an trí sau đó trong lòng kinh e sợ không khỏi đưa tay bắt được sở kiếm thu ống tay áo trốn sở kiếm thu sau lưng sở kiếm thu liếc mắt nhìn lam an trí ánh mắt hơi hít tiểu tử dám quản lão tử nhàn sự hôm nay lão tử muốn để ngươi biết xen vào việc của người khác kết quả người tới cho lão tử đem tiểu tử này tay chân cho tháo lam an trí nhìn xem sở kiếm thu hung hăng nói bây giờ dù sao cũng là xuất thủ lộ liễu làm an trí coi như lại càn rỡ cũng không dám trực tiếp muốn sở kiếm thu tính mệnh nếu như hắn là âm thầm ra tay mà nói đem một cái nội môn đệ tử giết chết chấp pháp đường có lẽ xem ở bối cảnh của hắn phân thượng sẽ đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu như hắn dám trắng trận đánh giết một cái nội môn đệ tử thì tương đương với trực tiếp khiêu khích chấp pháp đường cho dù hắn bối cảnh lại thâm hậu chấp pháp đường cũng sẽ không đối với cái này làm như không thấy cái kia bảy tám tên chó săn nghe được lam an trí lời nói sau đó lập tức liền hướng sở kiếm thu nhào tới dù sao lúc đó sở kiếm thu một quyền đánh bay cái kia phách lối hán từ bọn hắn thế nhưng là nhìn trong mắt sở kiếm thu mặc dù chỉ có nguyên đan cảnh bát trọng tu vi nhưng mà thực lực lại mạnh đến mức có chút không tưởng nổi bọn hắn đơn đả độc đấu mà nói thật đúng là không có nắm chắc là đối thủ của sở kiếm thu sở kiếm thu liếc mắt nhìn lam an trí tên ngu sẩn này coi như không có ngu đến mức không có thuốc chữa nếu như lam an trí vừa mới hạ lệnh những cái kia chó săn trực tiếp lấy tính mạng của mình mà nói sở kiếm thu cũng sẽ không khách khí với bọn họ những người này hôm nay sẽ một cái đều không sống nổi nhưng tất nhiên lam an trí coi như phòng thủ một chút quy củ chính mình cũng cần phải hồi báo một chút, phanh phanh phanh, phanh mấy. Cái hô hấp đi qua, cái kia bảy, tám tên nhào lên chó săn toàn bộ ngã trên mặt đất. Đều không ngoại lệ, tứ chi toàn bộ bị sở kiếm thu đánh gãy. Làm an trí liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất kêu rên không dứt chó săn. Trên mặt lập tức không khỏi biến sắc. Gia hỏa này so với hắn trong tưởng tượng thực lực còn muốn càng thêm cường đại trong nội môn lúc nào bốc lên nhân vật như vậy tới như thế nào chính mình chưa nghe nói qua cho dù là nội môn đệ nhất hô diên duệ trạch chỉ sợ cũng không có mãnh liệt như vậy thực lực a à. lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới trong nội môn gần nhất danh tiếng rất thịnh một người tới làm an trí sắc mặt âm trầm nhìn xem sở kiếm thu nói chẳng lẽ ngươi chính là sở kiếm thu sở kiếm thu thản nhiên nói không tệ ngươi bây giờ mới nhớ đáng tiếc trễ chương 759 thiết lập ván cục. Tại tàng kinh các sơn phong không trung trên tầng mây. Một cái áo đen ôm kiếm nam tử đang một mặt cười nhạt mà nhìn xem phía dưới, lúc này ở bên cạnh. Hắn bỗng nhiên một đạo bóng người màu xanh lóe lên. Một cái mái tóc dài màu xanh thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngũ khải ca, người dạng này có chút quá đáng, mái. Tóc dài màu xanh thanh niên nhìn xem ngũ khải ca, mặt không thay đổi đạo ngũ khải ca nhìn mái tóc dài màu xanh thanh niên một mắt cười nhạt một tiếng nói diệt trừ làm an trí không phải cũng đã sớm là nguyện vọng của ngươi ta đây chính là giúp ngươi một tay mái tóc dài màu xanh thanh niên vẫn như cũ nói mà không có biểu cảm gì nói ta không biết ngươi đang nói cái gì ngũ khải ca cười lạnh một tiếng nói thiệu cảnh sơn ở trước mặt ta cũng đừng chơi một bộ này ngươi ta là hạng người gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ ngươi lần này hành động giấu giếm được người khác nhưng là lại há có thể giấu giếm được ta. Nếu như ngươi thật không nghĩ làm an trí chết đã sớm ra tay ngăn trở. Còn cần đến chờ tới bây giờ, hôm nay tàng kinh các một màn này. Sau lưng đích thật là ngũ khải ca tại một tay thôi động. Làm an trí thân phận thật không đơn giản là một trong thập đại chân truyền lam khiết đệ đệ. Mà lam khiết lại là thiệu cảnh sơn đạo lữ. Thiệu Cảnh Sơn chính là trước mắt tên này mái tóc dài màu xanh thanh niên. Là một trong thập đại chân truyền bên trong tồn tại khủng bố nhất. Lưng tựa hai tên thập đại chân truyền, Lam An Chí tại Thượng Thanh Tông cơ hồ không ai dám trêu chọc. Này cũng dẫn đến Lam An Chí ngang tàng hống hách tính cách, làm việc không kiêng nể gì cả. Mà Lam An Chí hành vi vì Thiệu Cảnh Sơn rước lấy phiền toái rất lớn thiệu cảnh sơn đã sớm muốn lộng chết cái này không ngừng cho hắn gây phiền toái ra hỏa nhưng mà lam khiết đối với người em trai này cũng rất là bảo vệ nói khó nghe một điểm chính là dung túng lam an trí ngang ngược tính cách cùng lam khiết dung túng có rất lớn quan hệ bởi vì lam khiết tồn tại thiệu cảnh sơn muốn giết chết lam an trí khó khăn trọng trọng bởi vì một khi bị lam khiết phát hiện manh mối lấy nữ tử kia tính cách rất có thể liền sẽ cùng hắn không chết không ngừng thiệu cảnh sơn cũng không muốn cùng mình đạo lữ bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này trở mặt thành thù dù sao lam khiết với hắn mà nói thế nhưng là một cái rất lớn trợ lực cho nên cho dù hắn đối với lam an trí đủ loại nhìn không vừa mắt nhưng vẫn là không được không nắm lỗ mũi nhịn ngũ khải ca hôm nay chơi chiêu này không thể không nói ở giữa thiệu cảnh sơn ý muốn vừa có thể lấy diệt trừ lam an trí cái phiền toái lớn này lại có thể có mượn cớ đối với sở kiếm thu ra tay. Còn có thể tiến thêm một bước thu được lam khiết phương tâm, có thể nói là một mũi tên chúng ba. Con chim, bất quá cho dù hắn trong lòng lại nghĩ như thế nào, nhưng cũng không thể thật sự biểu lộ ra. Bởi vì ngũ khải ca người này vẫn luôn là thiệu cảnh sơn nhất là cảnh giác người. Gia hỏa này mưu tính cực sâu, thiệu cảnh sơn cũng không dám chắc chắn hôm nay một màn này ra hỏa này phải chăng cũng đem tự mình tính kế đi vào. Thiệu Cảnh Sơn cũng không muốn trở thành ngũ khải ca trong tay quân cờ. Cho nên hắn đối với việc này chuyện vẫn là hết sức cẩn thận, không cẩn thận thân hãm vũng bùn. Đến lúc đó muốn rút ra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bây giờ có liên quan sở kiếm thu sự tình biến đổi liên tục. Các phương thế lực rắc rối phức tạp đánh cờ giao phong. Liền hắn loại này thập đại chân truyền đỉnh cấp cường giả. Đều ở trong đó ngửi được mấy phần khí tức nguy hiểm. Sở kiếm thu bây giờ giống như một khối mập chảy mỡ thịt béo lớn. Ai cũng muốn nhào tới cắn một cái thiệu cảnh sơn tự nhiên cũng nghĩ từ trong kiếm một chén. Canh, bởi vì sở kiếm thu trên người rất nhiều thứ. Dù cho đối với hắn loại này cường già tới nói đều tràn đầy dụ hoặc. Chỉ là bởi vì bây giờ thế cục phi diệu cho dù hắn muốn ra tay cũng muốn cẩn thận làm việc. Để tránh đến lúc đó thịt dê chưa ăn, phản gây một thân tao, nếu là bị những lão gia hỏa kia bắt được cái chuôi. Cho dù hắn là một trong thập đại chân truyền, cũng phải lột một tầng ra. Đối với sở kiếm thu trên thân gốc kia lục giai linh dược, Thiệu Cảnh Sơn đã không ôm hy vọng. Lấy hắn vô cùng bén nhạy khứu giác. Tại nhìn thấy Ngũ Khải Ca cùng ngày tại chặn lại sở kiếm thu đường về lúc hiện thân liền đã mơ hồ đoán được đây cũng là ngũ khải ca người sau lưng để mắt tới sở kiếm thu trên người gốc kia lục giai linh dược bằng không lấy hắn đối với ngũ khải ca hiểu rõ tuyệt đối sẽ không tại cùng ngày loại kia mẫn cảm vô cùng nơi hiện thân đối mặt loại kia chân chính đại vật gia tay cũng chỉ có đơn nguyên châu loại kia ngu xuẩn mới có thể tiếp tục đối với gốc kia lục giai linh dược có ý tưởng kỳ thực ngũ khải ca cầm lam an trí xem như quân cờ tới đối phó sở kiếm thu cũng là thừa dịp lam khiết không tại thượng thanh tông tăng thêm hắn kết luận thiệu cảnh sơn sẽ giúp hắn giấu giếm bằng không lấy lam khiết đầu não tiệt sẽ không để cho ngũ khải ca được như ý ngược lại sẽ cùng ngũ khải ca náo cái không chết không thôi lam an trí là một cái không có cái gì đầu óc ngu xuẩn nhưng mà tỷ tỷ của hắn làm khiết lại là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại bằng không lấy thiệu cảnh sơn ánh mắt cũng sẽ không vừa ý nàng làm khiết lợi hại cho dù là ngũ khải ca cũng không nguyện ý trêu chọc cái kia nữ nhân điên bất quá cũng chính bởi vì lam khiết cái kia điên cuồng tính cách ngũ khải ca mới có thể cầm lam an trí xem như quân cờ đối phó sở kiếm thu một khi lam an trí chết ở trong tay sở kiếm thu đây mới thật sự là trò hay bắt đầu đến lúc đó vô luận là đường ra, đại trưởng lão vẫn là trăm dặm phong lôi, công tôn trạch. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, nghĩ tới đây. Ngũ khải ca trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ điên cuồng khoái cảm. Khóe miệng lộ ra vẻ giữ tận nụ cười. Hắn chính là muốn đem lần này thủy quấy đục đem mỗi người đều kéo xuống nước. Để cho bất luận kẻ nào đều không được chỉ lo thân mình, hắn muốn để trăm dặm phong lôi bất công. Trả giá đắt. Hắn phải hướng chăm dặm phong lôi chứng minh, vô luận là tư chất vẫn là tâm kế cổ tay. Hắn mảy may cũng sẽ không kém hơn công tôn trạch, bất quá ngay tại ngũ khải ca khóe miệng nghe Răng cười vừa mới nổi lên lúc, sau một khắc liền cứng ở trên mặt, răng rắc răng rắc. Vài tiếng giòn vang liên tiếp vang lên, làm an trí nằm trên mặt đất. Một mặt hoảng sợ cùng tức giận nhìn xem sở kiếm thu hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sở kiếm thu thực lực thế mà khủng bố như thế giao thủ không đến một hiệp hắn liền bị sở kiếm thu cắt đứt tứ chi nằm trên mặt đất không thể động đậy gia hỏa này so theo như đồn đại thực lực càng khủng bố hơn nếu như sớm biết đối phương là sở kiếm thu làm an trí cũng sẽ không như thế khinh suất mà ở đây chắn con đường của hắn ít nhất sẽ làm hảo càng thêm vạn toàn chuẩn bị sở kiếm thu người nhất định phải chết người dám đánh ta, người biết tỷ tỷ của ta là ai sao? Tỷ tỷ của ta là một trong thập đại chân truyền. Tỷ phu của ta cũng là một trong thập đại chân truyền, người đánh ta. Thì tương đương với chọc hai cái thập đại chân truyền, người kế tiếp liền chờ chết đi. Bọn hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Làm an trí hướng sở kiếm thu điên cuồng giận dữ hết, sở kiếm thu nghe vậy không khỏi có mấy phần. Ngoài ý muốn, nghĩ không ra ra hỏa này bối cảnh vẫn rất thâm hậu. Sở kiếm thu ngẩng đầu nhìn một mắt tàng kinh các bên trên ngọn núi tầng mây. Gia hỏa này vừa ra tay chính là phóng đại chiêu A. Đây là muốn đi trong chết âm chính mình đâu. Thế mà đem lớn như thế một cái phiền toái ném về chính mình. Còn tốt làm an trí không có ngu quá mức. Mà chính mình cũng coi như tại quan trọng trước mắt thu lại tay, bằng không. Thật đem làm an trí đánh chết, vậy coi như thật xem như chọc đại phiền toái. Bất quá sở kiếm thu đối với cái này cũng không có như thế nào sợ. Hắn tính cả lúc đối mặt bốn tên thập đại chân truyền đều trải qua, còn sợ chỉ là hai tên thập đại chân truyền không thành. Chương 760 ai đang bố trí? Chỉ là không biết Lam An Trí đứng sau lưng hai tên thập đại chân truyền là ai. Có Lam An Trí cái này cả ngày gây tai họa người. Chắc hẳn sau lưng hắn cái kia hai tên thập đại chân truyền cũng không dễ chịu sở kiếm thu đối với thập đại chân truyền cũng không quen thuộc ngoại trừ biết một cái đan nguyên châu còn lại chín người sở kiếm thu cũng không hiểu rõ hơn nữa sở kiếm thu sở dĩ biết đan nguyên châu danh hào còn là bởi vì đan nguyên châu làm việc tương đối cao giọng nguyên nhân tại nội môn cùng với chân truyền đệ tử bên trong danh hào cùng với sự tích lưu truyền rộng hơn mà còn lại chín người cũng không thường xuyên trước mặt người khác lộ diện không cần nói sở kiếm thu loại này nội môn đệ tử dù cho liền rất nhiều phổ thông chân truyền đệ tử cũng không biết thập đại chân truyền đến tột cùng cũng là người nào ngũ khải ca tại nhìn thấy dưới tầng mây một màn kia lúc sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm xuống phía dưới phát sinh sự tình có chút vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn hắn nghĩ không ra luôn luôn ngang ngược càn rỡ làm an trí thế mà tại lần này có thể nhịn không có hạ đặt đánh giết sở kiếm thu mệnh lệnh cũng không nghĩ ra sở kiếm thu đối mặt lam an trí một đám người vây công thời điểm đồng dạng không có hạ thủ nặng tại trong điều tra của hắn sở kiếm thu nhưng cũng không phải một cái nhân từ nương tay người vô luận là khiêu khích hắn nghiêm tân chi vẫn là về sau vì nghiêm tân chi báo thù làm cho hả giận nghiêm phương tại thủ hạ sở kiếm thu đều tổn thương cực nặng nghiêm tân chi thậm chí kém chút bị sở kiếm thu trực tiếp phế đi mà đối với nghiêm tân chi thương thế, làm an trí bị đánh gãy tứ chi thương thế căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng mà. Nếu như chỉ là như thế, còn không có vượt qua ngũ khải ca ngoài ý liệu. Tại lệnh ngũ khải ca bất ngờ là sở kiếm thu thực lực. Nằm trong tính toán của hắn, dù cho sở kiếm thu đối với Lam An trí bọn người ngay từ đầu không? Có sát tâm, nhưng mà đối mặt Lam An Chí đám người vây công lúc. Vì cam đoan Nguyễn Vũ Lâu an toàn, cũng sẽ bất đắc dĩ hạ tử thủ. Đến lúc đó chiến cuộc hướng đi cũng không phải là từ sở kiếm thu định đoạt. Nguy cấp tình thế phía dưới, xuất thủ lực đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế được. Nổi, từ sở kiếm thu đánh bại nghiêm phương thực lực đến xem. Sở kiếm thu cùng Lam An Chí hẳn là tranh lệch không phải rất lớn. Chỉ là so Lam An Chí hơi thắng một bậc. Lấy Lam An Chí tính tình, hai người một khi giao thủ. Rất dễ dàng liền sẽ lâm vào không chết không thôi cục diện bởi vì lam an trí sẽ không cho phép chính mình bại bởi một cái so với mình tu vi quá thấp nội môn đệ tử một khi lam an trí ra tay toàn lực sở kiếm thu vì tự vệ tất nhiên cũng sẽ ra tay toàn lực đến cuối cùng sở kiếm thu đánh giết lam an trí tỷ lệ sẽ phi thường lớn cái này tất cả nhân tố bên trong tối lệnh ngũ khải ca không nghĩ tới vẫn là sở kiếm thu thực lực sở kiếm thu vô cùng cường đại thực lực để cho hắn tất cả tính toán toàn bộ thất bại bởi vì sở kiếm thu thực lực so Lam An chí mạnh lớn quá nhiều. Cho nên toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn ngay tại trong lòng bàn tay sở kiếm thu. Sở kiếm thu muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn cho Lam An Chí chịu trình độ gì thương thế. Lam An Chí liền sẽ chịu trình độ gì thương thế. Hơn nữa cuối cùng sở kiếm thu hướng về hắn cái phương hướng này thoáng nhìn. Nhất là để cho ngũ khải ca trong lòng vừa kinh lại giận từ sở kiếm thu vừa rồi cái kia thoáng nhìn bên trong rất rõ ràng sở kiếm thu phát hiện hắn tồn tại cái này chẳng những cho thấy sở kiếm thu càng thêm thực lực sâu không lường được còn biểu lộ sở kiếm thu từ vừa mới bắt đầu liền đã nhìn thấu âm mưu của hắn loại chuyện này lệnh ngũ khải ca vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận vô luận sở kiếm thu phía trước biểu hiện ra thực lực có mạnh hơn nữa lớn thiên phú khủng bố đến đâu, hắn thái độ đối đãi sở kiếm thu thủy chung là một loại cư cao lâm. Hạ, hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được sở kiếm thu tại chỉ là nguyên đan cảnh bát. Trọng liền nắm giữ cùng hắn sánh ngang thực lực. Phải biết hắn cùng sở kiếm thu ở giữa thế nhưng là dòng dã kém không sai biệt lắm 10 cái cảnh. Giới, hơn nữa hắn vẫn là thế gian ít có thiên tri kiêu tử. Xa không phải võ giả bình thường có thể so sánh sở kiếm thu làm sao lại nắm giữ cùng hắn cùng so sánh thực lực nhưng mà nếu như sở kiếm thu không có cùng hắn cùng so sánh thực lực lại giảng giải không thông sở kiếm thu vì sao lại phát hiện hắn chỗ ẩn thân phải biết hắn ở đây vẫn luôn sử dụng một loại nào đó ẩn nấp công pháp cho dù là cùng cảnh giới võ giả cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại chỉ có giống thiệu cảnh sơn loại này cùng hắn ở cùng một tài nghệ cường giả mới có thể nhìn thấu hắn ẩn nặc thuật tìm được hắn chỗ ẩn thân nghĩ tới đây ngũ khải ca không khỏi hoài nghi nhìn về phía thiệu cảnh sơn hắn rất hoài nghi ra hỏa này phải chăng tại trước đó liền cùng sở kiếm thu mật báo bằng không một màn này thật là là quá quỷ dị bất quá khi hắn nhìn về phía thiệu cảnh sơn phát hiện thiệu cảnh sơn sắc mặt cũng hết sức khó coi bởi vì thiệu cảnh sơn tại sau khi đi tới nơi này một mực cũng đều thi triển một loại nào đó che giấu công pháp dựa theo lẽ thường tới nói không có đạo lý sẽ bị sở kiếm thu phát hiện tại ngũ khải ca hoài nghi hắn thời điểm thiệu cảnh sơn cũng tương tự hoài nghi ngũ khải ca thiệu cảnh sơn một mực liền đối với ngũ khải ca không yên lòng lo lắng hắn đem tự mình tính kế đi vào trở thành một con cờ trong tay hắn lúc này gặp đến sở kiếm thu một cử động kia càng thêm tăng lên thiệu cảnh sơn hoài nghi trong lòng cho nên tại ngũ khải ca dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía thiệu cảnh sơn thời điểm thiệu cảnh sơn cũng đồng thời xoay đầu lại hoài nghi nhìn xem ngũ khải ca hai cái màng lòng xấu xa người bị sở kiếm thu cái này thoáng nhìn phía dưới liền chôn xuống hạt giống hoài nghi sở kiếm thu ngược lại là không ngờ rằng chính mình cái nhìn này sẽ tạo thành hiệu quả như vậy nếu như hắn biết hắn cái nhìn này sẽ khiến cho hai cái này màng lòng xấu xa ra hỏa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ hắn nhất định sẽ thêm nhiều mấy cái hỏa sở kiếm thu phát hiện hai người này chỗ ẩn thân vẫn thật là là bằng vào thực sự thực lực sở kiếm thu tại trên thực lực mặc dù còn lâu mới có thể cùng cái này hai tên cường giả đỉnh cao so sánh nhưng mà tại trên thần hồn cường độ lại nửa điểm cũng không kém cỏi thậm chí so với hai người tới còn hơn một chút sở kiếm thu tại trở về tới thượng thanh tông sau đó Lợi dụng từ bay Vân Tông Di chỉ lấy được những cái kia u hồn nặng thủy mộc. Sẽ ở hỗn độn đến tôn tháp phụ trợ phía dưới. Tử Thanh luyện hồn bí pháp đã đột phá đến đệ thất trọng cảnh giới. Lúc này sở kiếm thu thần hồn cường độ, cùng nửa bước thần biến cảnh cường giả so sánh đều không thua bao nhiêu, có thể nhìn thấu ngũ. Khải Ca cùng Thiệu Cảnh Sơn ẩn nặc thật, không kỳ quái chút nào. Chỉ là hắn một cử động kia, triệt để dọa sợ ngũ Khải Ca cùng Thiệu Cảnh Sơn khiến cho hai người nghi thần nghi quỷ đứng lên lại thêm sở kiếm thu nhiều lần hiện ra cường đại chiến lực để cho sở kiếm thu ở trong mắt hai người bọn họ lập tức lộ ra thâm bất khả chắc bọn hắn thậm chí hoài nghi sở kiếm thu có phải hay không cũng sớm đã là thiên cương cảnh cường giả mà cố ý dùng một loại nào đó ngụy trang công pháp đem chính mình ngụy trang thành nguyên đan cảnh võ giả mục đích đúng là cố ý dẫn dụ bọn hắn những người này mắc câu còn hắn thì đang từ từ câu cá nếu thật là như vậy như vậy ra hỏa này liền đích thực quá đáng sợ nghĩ tới đây ngũ khải ca cùng thiệu cảnh sơn cũng nhịn không được một hồi ẩn ẩn trái tim băng giá lúc này thiệu cảnh sơn cũng nhịn không được đang do dự muốn hay không đứng ra tiếp tục đem tuồng vui này diễn tiếp hắn bây giờ đã có chút không biết rõ đến tột cùng là ai đang bố trí chờ lấy ai tới chui nếu như mình một cước này bước ra đi phía dưới đang có một cái sớm đã bố trí tốt cái bẫy đang đợi mình làm sao bây giờ